Kiện Hồng Nhiên xin chào cả nhà. Hôm nay em về rất là nhiều mặt hàng để lên clip phục vụ cho các bác nhà mình ha các bác ha. Đó, thì hôm nay em có về một số đèn năng lượng mặt trời nha. Đó thì em có đèn năng lượng mặt trời 200W, 300W ha, đèn 3 khoang ha, 2 khoang nè, và những đèn năng lượng mặt trời mà để trang trí trong gia đình mình nha. Đó, thì và những cái hộp đồ nghề, đựng đồ nghề cho các anh thợ mình hoặc là mình phục vụ trong gia đình ha. Nồi cơm điện hàng của Thái cho em nha. Và em cũng về rất là nhiều cái máy rửa xe của thằng Eastman Power ha. Rồi cuối clip em sẽ lên cho các bác mình những cái sản phẩm đó nha. Rồi hôm nay em sẽ lên các sản phẩm là đồ kim khí ha, kìm kéo rồi búa rồi những cái đồ để phục vụ cho các anh thợ mình làm bên thợ cơ khí nha. Có lưỡi hái là cưa cắt cành này, tiêu diệt cành trên cao đầy đủ cho cả nhà mình luôn. Ở bên đây là sản phẩm đồ gia dụng ha. Đó, nói chung là rất là nhiều luôn. Hôm nay em lên cũng rất là nhiều và em về rất là nhiều sản phẩm để về phục vụ cho các bác mình ha. Thì các bác mình đi ngang qua kênh của em cho em xin một lượt like nha và một lượt đăng ký kênh trên shop phụ kiện Hồng Nhiên của em, để mỗi khi em có lên clip thì sẽ gửi thông báo gì cho cả nhà mình vào rồi mình săn các sản phẩm bên shop của em ha cả nhà ha. Đồng thời cả nhà mình mua đơn hàng từ 250.000 đổ lên thì bên em sẽ free ship cho cả nhà mình toàn quốc luôn ha cả nhà ha. Số điện thoại em có ghi trên màn hình đó, cả nhà mình chịu khó mình điện thoại để bên em có thể chốt đơn nhanh chóng cho cả nhà mình nha. Vậy rồi em không làm mất thời gian của cả nhà mình, em sẽ vào chi tiết các sản phẩm trong clip hôm nay ha cả nhà ha. Đầu tiên em lên cho các bác mình sản phẩm là cái nồi cơm điện ha các bác ha. Này là nồi cơm điện hàng của Thái cho em nha. Cái dung tích của cái nồi này là 1.8 cho ha. Mình cái này nồi này mình để mình nấu, nói chung là gia đình mình 4 người ăn cũng được ha. Nếu mà mình gia đình mình ăn nói chung là ăn ít á thì có thể nấu được 4 người ăn cũng được nha. Đó, thì 1.8 nha các bác. Hàng này hàng của Thái cho em. Đó, thì cái menu á, cái menu của nó sử dụng các công tắc của nó đó các bác ha. Nó dùng cho mình là tiếng Việt cho mình ha, nên nó rất là dễ sử dụng cho em luôn nha. Nó rất là dễ sử dụng luôn ha. Đó, menu của nó là nó có hẹn giờ nè, có hẹn thời gian, rồi chế độ nấu cháo nấu này kia đầy đủ cho mình luôn ha, có chế độ hâm luôn. Nó thì chế độ hâm của nó các bác mình khi mà mình các bác mình nấu chín rồi đó, mình có thể hâm từ sáng tới chiều tới tối luôn ha, mà cơm nó không bị khô nha. Nó có chế độ hâm 24 tiếng cho mà cơm nó không bị khô, không bị cháy ra dưới đáy nồi, nó không bị cháy cho các bác mình ha. Đó thì cái đáy nồi nó có tráng cho mình một cái lớp men chống dính cho mình ha. Thì cái thiết kế của đáy nồi cho em là nó nhám nha, đó nó nhám ha, nó phía dưới là nó tráng men trong dính mà phía đáy mà nồi nó nhám nha, để nó hạn chế như là nó bám lửa để làm khét cơm đó các bác ha. Rồi khi mà mình hâm lâu nó bị khét cơm ha, thì cái này nó làm chế độ nhám ha, nói chung là nó thoát hơi ra rất là dễ, nó không có bị cháy cơm nha. Đó, thì cái sản phẩm nồi cơm điện 1.8 hàng của Thái này thì em để cho các bác mình với giá là 680 nha. Thì bên em bảo hành cho các bác mình là 6 tháng cho mình sử dụng luôn ha. Đó, có lỗi thì bên em sẽ đổi trả cho các bác mình luôn ha. Đó, thì nó đi kèm cho mình một cộng cáp sử dụng điện trực tiếp 220 cho mình luôn. Đó, rất là nhiều chế độ nha các bác ha. Đó, thì rất là nhiều chế độ, thì nó rất nhiều nút nha, tiếng Việt không à. Thì các bác mình mua về các bác mình tự mình nghiên cứu ha, tiếng Việt không à. Rồi em sẽ qua mau ha. Thì 680 cho cái nồi cơm điện 1.8 của hàng của Thái cho em nha. Vậy rồi sản phẩm tiếp theo em lên cho các bác mình các dòng sản phẩm bên cho các anh mình làm cho thợ trước ha các bác ha. Đó, thì hôm giờ em lên clip những cái dòng đào gia dụng nhiều rồi, thì hôm nay em sẽ lên cho các anh thợ mình nha. Dạ đây là cái bộ chuyển từ máy khoan sang cưa xích ha. Đó, chuyển từ cái đầu máy khoan á mình chuyển sang là cưa xích nha. Đó, cưa xích này 8 phân ha các bác ha. Đó, thì rất là tiện luôn, các bác mua về các bác chuyển để các bác mình cưa gỗ nè, cưa nói chung là cưa củi này kia rất là tiện lợi luôn ha. Nếu mình có máy khoan rồi thì mình mua cái này về để mình cưa củi hoặc là cắt cành, những cành nhỏ này kia rất là ok cho em luôn nha. Đó, thì mình chuyển rất là nhanh, hàng này là hàng của Thái cho em luôn ha các bác ha. Đó, sản phẩm đi kèm cho mình đầy đủ luôn ha. Đó, một bộ giày rất là tiện cho các bác mình luôn nha. Đó, có cái khóa mở này kia đầy đủ cho em ha. Rồi thì cái bộ chuyển máy khoan sang cưa xích 8 phân này em để cho các bác mình với giá là 175.000 ha, 175.000 nha. Đó, rất là tiết kiệm luôn, các bác mình có máy khoan rồi mình không cần phải là mình mua thêm cái cưa ha. Đó, rất là tiện luôn, rất là tiết kiệm cho các bác mình. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái sản phẩm là chuyển máy khoan thành cái kéo cắt ton ha. Đó, chuyển máy khoan thành cả cắt ton nha. Đó, máy cắt ton ha, rất là tiện luôn cho các bác thợ mình để mình cắt những cái ton nói chung là cắt đỡ cực nè ha. Đó, cắt rất là nhanh luôn. Đó, chuyển máy khoan thành máy cắt ton ha, rất là tiện lợi luôn các bác ha. Về nói chung cũng dễ lắp đặt thôi, nó có hướng dẫn các bác ha. Nói chung là nó như ngoài hình đây các bác ha. Đó, thì cái này em đang bán cho các bác mình với giá là 145 nha các bác ha. Đó, rất là rẻ, rất là xịn sò luôn, rất là nói chung là
Các bác mình rất là tiết kiệm luôn ha các bác ha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình các dòng kiềm rút IV ha. Đó, kiềm rút IV thì em có cái sản phẩm là cái hàng này hàng sử dụng cho chiên cho gia đình ha. Đó thì chiên cho gia đình là cái các bác mình sử dụng cái loại này nha. Size của nó là 9.5 inch ha. Đó thì em gửi cho các bác mình với giá là 65.000. Đó, nếu mà các bác mình mua về để sử dụng trong gia đình á, mình không có hoạt động, không có sử dụng thường xuyên thì mình mua loại này ha. Đó, thì 65.000 nha các bác ha. Còn những cái em lên cái dòng loại là tốt hơn, nó loại tốt hơn thì size của nó là 8 inch nha, hàng của MaxMogo ha. Thì em để cho các bác mình với giá là 170.000. Nói cái này mình dùng cho các anh thợ cũng được nha. Các anh thợ cũng được. Nói chung là cái loại này 28 inch hay loại nhỏ ha. Nói chung dùng gia đình cũng được. Còn các bác thợ đó thì em lên cho các bác mình cái dòng của hàng Kabushi. Đó, hàng Kabushi thì cái size này size 11 inch ha, size lớn ha, trợ lực này kia rất là nhẹ tay luôn. Mình rút rất là nhẹ tay cho em luôn ha các bác ha. Đó, thì nó có cái hũ để mình đựng đinh nè. Đó, khi mình rút ra mình đựng đinh rồi xong mình đem đi đổ ha, rất là tiện lợi luôn. Thì cái đầu của hàng kìm rút IV này mình có thể mình xoay 360 độ cho em luôn ha các bác ha. Đó, mình có thể xoay 360 độ để mình rút những cái trong hốc nó trong kẹt những cái gầm tủ gầm ghế này kia rất là tiện ha các bác ha. Mình có thể mình chuyển xoay là 360 độ cho mình luôn. Đó, rất là tiện luôn. Đó, thì hàng của Kabushi thì các bác mình biết rồi, hàng của Nhật ha, nên các bác mình thợ mình mua cái này về là nói chung mình xài rất là bền ha, rất là bền luôn, rất trợ lực, rất là nhẹ tay luôn ha các bác ha. Rồi thì em để cho các bác mình cái kìm rút liver ha, hàng của Kabushi, hàng Nhật này size 11 inch, em để cho các bác mình với giá là 230 ha. Dạ rồi, thì tiếp theo em lên cho các bác mình cái loại chuyển ha, chuyển máy khoan sang rút liver ha. Thì các bác thợ mình á, mình làm nói chung là mình nhận hàng thường xuyên á, mình làm thường xuyên đó các bác ha. Thì cho dù cái kìm rút IV nó có trợ lực thì mình rút thường xuyên nó cũng mỏi tay ha. Nói chung là thì các bác mình mua thêm một cái bộ rồi chuyển ha, chuyển máy khoan từ máy khoan sang cái rút IV đó, rất là tiện luôn. Các bác mình chỉ dùng rồi gắn vô máy khoan thôi, rồi các bác mình cứ nhấn nút rồi nó tự sơ rút ha, nó sẽ đỡ mỏi tay hơn, nó đỡ mỏi tay hơn. Nếu mà các bác mình làm việc thường xuyên đó, làm việc thường xuyên, nói chung là mình nhận những cái đơn hàng hàng ngày mình làm thường xuyên đó, tiệm đắt đó các bác ha, thì mình nên mình mua thêm cái hàng này. Thì mỗi khi mà cái tay mình làm mỏi các bác ha, đó thì mình sẽ sử dụng cái hàng chuyển này, đầu chuyển từ máy khoan sang rút IV này ha. Đó thì của hàng cũng là Kabushi cho em luôn nha, hàng của Kabushi cho em luôn. Thì em để cho các bác mình một bộ là chuyển từ máy khoan sang rút IV này, em để cho các bác mình với giá là 220.000 nha. Đó, quá sang luôn, nói chung là quá tiện lợi cho các bác mình luôn ha các bác ha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình, đây là cái dòng mà em thiết bị mình để sạc bình ắc quy ha. Đó, sạc bình ắc quy xe máy nha. Đó, xe máy, xe Honda này kia đó các bác ha. Thì cái sạc bình ắc quy 12V 2 đến 3A thôi các bác ha. Thì cái sản phẩm này các bác mình chỉ sạc được những bình ắc quy của xe Honda xe máy thôi nha. Đó, cái ampe của nó chỉ 2 đến 3A thôi. Đó, thì hôm nay em để cho các bác mình với giá là 90.000 nha. 90.000 cho cái bộ sạc này nha. Hàng này là hàng mới cho em luôn nha. Đó, hàng mới trong hộp đàng hoàng nha, chứ không phải là hàng qua sử dụng nha các bác ha. Nên cái giá nội các bác mình đừng có, nói chung là những cái sản phẩm của tiệm khác thì nó giá nó khác ha. Em là hàng mới 100% cho các bác mình luôn. Đó, 90.000 cho cái bộ sạc bình ắc quy xe máy, xe Honda ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình các dòng cưa. Đầu tiên em lên cho các bác mình cái dòng cưa cắt cành trên cao ha, cưa cành trên cao. Nó thì em lên cho các bác mình đầu tiên là cái hàng của hàng cưa này là hàng của top ha các bác ha. Ở hàng của top nha, cưa cắt cành trên cao có một móc ha, mình có thể mình về mình tra nha. Ở mình muốn chiều dài cây ăn trái của mình á, ở mình muốn nó dài ngắn thì mình muốn thì mình mua cây tầm dông ha, hoặc cây tre gì đó mình tra vô, ở mình tra dài ngắn thì tùy các bác mình nha. Đó, hàng này hàng của top cho em ha các bác ha. Đó, thì nó có cái móc giật trên đây, mình có thể mình giật những cành nhỏ nè. Đó, mình cưa những cành lớn và mình có thể giật những cành nhỏ nè, hoặc là mình có thể mình hái những trái cây này kia cũng được ha, hoặc là mình giật dừa cũng được. Nói chung là rất là ok luôn. Nói chung là rất là tiện lợi rồi các bác mình sử dụng luôn ha. Rồi thì cái cưa cành trên cao này, hàng của top này em để cho các bác mình giá là 80.000 ha. Ở 85 này em để cho các bác mình 80 cho chẳng luôn ha. Rồi, em lên cho các bác mình cái hàng của hàng LS ha. Đó, cưa cắt cành giật cành trên cao. Đó, thì cái hàng này là hàng của Đài Loan, hàng của anh LS cho em luôn ha, hàng của công ty cho em luôn. Cái chất lượng của nó thì nó sẽ trên cái hàng của hàng top này các bác ha. Nó mình cũng về mình cũng tra vô thôi, nó có ốc, nói chung các bác mình tra cái cán vô ha, rồi các bác mình sử dụng thôi. Nó lưỡi cưa rất là nhẹ tay nha, nó chất liệu nó bằng thép, nói chung là cưa rất là nhẹ tay luôn. Thì nó cũng có một cái móc liềm trên đây để mình giật cành ha. Rồi thì cái hàng của LS cưa giật cành trên cao của hàng LS em để cho các bác mình với giá là 120.000 nha, 120.000. Rồi các bác mình muốn em có thêm một cái mẫu là của cưa giật cành trên cao của hàng LS luôn, nhưng mà cái mẫu này nó thêm cho mình một cái liềm ở phía dưới ha. Đó, thì cái này để mình giật nè. Còn những cái này thì mình có thể như mình dùng lực mình đẩy nha. Nó nhiều khi mình giật ở những cái cành thấp đó các bác ha. Ở cành thấp với cành, nói chung là mình không có lực để mình giật á,
không có lực mình kéo đó, mình có thể mình dùng cái lực đẩy ha, đó, dùng lực đẩy để mình sủi những cái cành trên cao ha, sủi những cành trên cao, cành nhỏ này kia đó, mình không có cái lực để giật đó, thì mình dùng cái móc này để mình đẩy lên ha, đó, thì cái hàng cưa giật cành trên cao á, có hai móc của hàng lỡ, em để cho các bác mình giá là 150 nha các bác ha, 150. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái dòng để mà mình giật cành trên cao ha, nó cưa mà cắt cành luôn, vừa cắt cành mà vừa cưa cành, giật cành trên cao cho các bác mình luôn ha. Đầu tiên em lên cho các bác mình cái sản phẩm hàng của Top, hàng màu đỏ nha, đó, đó thì cái này mình cái chiều dài của dây thì nói chung là các bác mình muốn dài thêm á, cái cây của mình cao á, thì mình tra vô những cây cao đó, cái dây không đủ thì mình có thể mình nối theo ha, nối thêm ha các bác ha, rất là tiện lợi luôn. Nói chung là mình có thể mình nối thêm cũng được nha. Nó thì nó trợ lực nha, nó vừa cắt cành trên cao vừa nó tặng thêm cho mình một cái lưỡi cưa nha, để mình tra vô mình gắn vô để mình cắt những cành trên cao này. Nếu mà những cành lớn thì mình cắt không được thì mình có dùng lưỡi cưa để mình cắt mình cưa ha các bác ha, rất là tiện lợi luôn đó. Thì cái cưa mà giật cành trên cao á, kéo cắt cành nhờ cưa cành giật cành trên cao đó, em để cho các bác mình với giá là 135 ha. Hàng này là hàng của màu đỏ nha, em có thể lên cho em màu đỏ đi ha. Còn em lên cho các bác mình cái hàng của Đài Loan nha, kéo cắt cành giật cành trên cao đó, trời. Sản phẩm này của hàng của Đài Loan cho em, hàng của mình lỡ cho em ha. Đó thì cũng lì chen như sản phẩm hồi nãy mới lên cho các bác mình thôi. Đó mình cũng tra cán vô và chiều dài của dây, thì các bác mình muốn dài ngắn thì mình nối theo ha, mình nối thêm rất là tiện lợi luôn. Có tặng cho mình thêm một lưỡi cưa để mình cưa những cành lớn trên cao ha, nó vừa là cắt cành vừa là cưa cành luôn, nó trợ lực rất là nhẹ tay luôn ha các bác ha. Rồi thì cái hàng lỡ này thì em để cho các bác mình với giá là 160.000 nha, của hàng Đài Loan đó. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái dòng cưa, dòng cưa cành ha. Đó thì hàng em lên đầu tiên lên cho các bác mình hàng của Ba Ke ha các bác ha, hàng của Gia Băng. Cái cưa này là mình có thể là mình thay, mình không có gấp gọn ha, loại này mình không gấp gọn, mình chỉ mình lưỡi nó lục hay này kia là mình vỗ lại, hoặc là mình thay lưỡi ha các bác ha. Nói chung mình thay có cái cán mình thay lưỡi thôi, rất là tiện lợi ha. Đó mình cưa, nói chung là hàng của Ba Ke của Nhật Bản nha. Thì cái loại này có tặng cho mình một cái hộp luôn, thì em để cho các bác mình với giá là 60.000 ha, 60.000 cưa Ba Ke ha các bác ha, hàng của Nhật nha, 60.000. Thì em cũng có bán lưỡi cho các bác luôn ha, nếu mà các bác mình mua có thêm lưỡi á, mình mua giữ trù thêm lưỡi, thì các bác em để cho các bác mình với giá là cưa của Top ha, em để cho các bác mình cái lưỡi, một lưỡi cưa là 25.000 một lưỡi nha các bác ha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình cái hàng cưa của Kabushi, cưa cũng là cái loại cưa mà mình không gấp gọn được ha, cưa thay lưỡi nha. Đó thì cái hàng của Kabushi thì nó thiết kế thì cái mẫu mã nó cứ rất là đẹp ha, nó chỉnh chu hơn cái những sản phẩm khác đó. Kabushi là của Nhật mà các bác ha. Rồi nó phía dưới là nó có cưa, trên nó cũng có cái cưa để cưa nhỏ nè, cưa nói chung là rất là tiện ha. Đó mình xài xong là mình thay lưỡi thôi đó. Rồi em để cho các bác mình cái hàng cưa Kabushi này cũng đi kèm cho mình cái hộp ha, thì em để cho các bác mình với giá là 95.000 nha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình sử dụng để mình cưa cắt những cái cành nhỏ, tỉa những cái cây kiển này kia đó. Rồi các bác làm kiển này kia đó, mình cắt những cái cành nhỏ đó, thì em có cho các bác mình cưa cưa nhỏ nha, cưa lá liễu là cưa nhỏ này ha, để mình cắt những cành nhỏ nha. Hàng cũng là của Nhật cho em luôn đó, thì em để cho các bác mình với giá là 15.000 ha, 15.000 một cái cưa cầm tay này, nhỏ gọn ha các bác ha. Đó chiều dài của nó cũng rất là gọn nha, cưa lá liễu ha, nhỏ gọn ha, 20 nè, nó là 34-36 ha các bác ha, 36 sen ha. Rồi em lên cho các bác mình tiếp theo cái hàng cưa, cưa hàng này gấp gọn nha, loại của hàng Kabushi, cưa gấp gọn hàng của Kabushi cho em luôn ha, hàng của Nhật luôn ha các bác ha. Đó cưa gấp gọn nha, cái này là cưa loại cưa gấp gọn ha. Dạ thì em lên cho các bác mình cái dòng cưa gấp gọn của hàng Kabushi ha các bác ha. Đó thì mình bung ra nè, đó cái chốt gài trên đây nha các bác ha, ở chốt gài bên trên đây ha, ở mình bung ra thì mình gài, nói chung là chiều dài của lưỡi của nó là 20-24 ha các bác ha, 23-24 các bác nha, ở chiều dài của lưỡi 23-24 ha. Nó có tem chống hàng giả cho em luôn nha, hàng của Nhật ha, có tem chống hàng giả cho em luôn ha. Thì cái tay cầm của nó thì nó bọc cho mình lớp cao su non rất là im luôn nha các bác, rất là, nói chung là cầm rất là chắc tay, nói chung là cầm grip tay luôn á, nói chung là nó tạo độ bám ha, và nó im tay, nó không có bị trơn trượt nè, và nó cứ rất là im tay cho mình luôn ha. Nó chốt gài khi các bác mình không sử dụng thì mình bóp xuống ha, rồi mình gặp lại thôi. Đó, rất là tiện lợi nha các bác ha. Rồi thì cái cưa gấp gọn của hàng của Kabushi của Nhật này em để cho các bác mình với giá là 110.000 ha các bác ha. Đó 110.000 cho cưa gấp gọn hàng Kabushi nha. Dạ rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái sản phẩm lưỡi hái ha,
dao liềm nè, lưỡi hái nha, thì em đi sẽ đi từ từ cho các bác mình nha. Thì đầu tiên em lên cho các bác mình cái loại dao liềm ha, loại dao liềm loại nhỏ gọn nha các bác ha, để mình mua về để mình rửa dừa nè, mình cắt những cái mình gọt dừa rửa dừa này kia đó các bác ha, rất là tiện lợi luôn. Mình cắt những nhánh gì nhỏ nhỏ đó các bác ha, này là dao liềm nha. Thì con dao liềm này cán gỗ nha, chất liệu nó bằng thép cho em ha. Nó thì em để cho các bác mình như giá là 35.000 con dao liềm này ha các bác ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái lưỡi liềm nha, lưỡi liềm ha. Thì lưỡi liềm này nó cũng cán gỗ nha, cán bằng thép cho em luôn ha, ở hàng của Đài Loan cho em ha. Đó thì cái để mình cắt gọt này kia, cũng nói chung là mình gặt lúa này kia cũng rất là ok ha các bác ha. Thì cái da lưỡi liềm này em để cho các bác mình với giá là 30.000 nha, 30.000 ha. Rồi em lên cho các bác mình cái loại lưỡi liềm mà cái cán nó dài hơn chút xíu ha. Đó, cán dài hơn chút xíu, cán dài 2 tấc ha. Đó, cái lưỡi liềm cán dài 2 tấc ha. Đó thì cái loại này thì em để cho các bác mình với giá là 45.000 nha các bác ha, 45.000 nha. 45.000 cho cái lưỡi liềm cán dài 2 tấc ha. Rồi các bác mình muốn cái đây là cái lưỡi hái nha các bác ha, lưỡi hái ha. Đó, lưỡi hái thì cái lưỡi hái này cái cán của nó dài là 2 nè, 4 nè, 40 ha. Đó, cái cán dài 40 cm ha, 40 cm nha. Thì cái lưỡi hái nó cũng khoảng 20 nha. Đó, thì cái cây này lưỡi hái này em để cho các bác mình với giá là 50.000 nha các bác ha, 50.000 ha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình các loại, cái loại này để cố định gốc cho các anh thợ hàng mình ha các bác ha. Đó thì đầu tiên em lên cho các bác mình cái hàng loại size này là size nhỏ ha, size 25 LBS ha, 12 kg. Nói chung là mình để cố định gốc những cái cây sắt vuông á, sắt hộp này kia đó các bác, nói chung là bên các bác thợ hàng đó. Đó để mình cố định ha. Thì cái gốc của nó là 45 là 90 và 135 ha, 180 độ luôn ha các bác ha. Nó có hít nha, nó có hít 3 đầu ha, 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu ha, nó hết rất là chắc chắn cho mình luôn, để mình cố định những cái góc để mình chấm hàng ha, mình không cần phải là mình nhờ người dịnh nha. Đó thì cái loại size 25 LB này em để cho các bác mình với giá là 40.000 nha, 40.000 cho một cái dĩ gì ha, cố định góc nha. Rồi em lên tiếp theo cái hàng của Kabushi ha, hàng của Kabushi thì cái size này là size 50 ha, size 50 LB ha, size 50 LB. Đó, thì hàng của Kabushi, hàng của Nhật cho em luôn nha các bác ha. Thì cố định góc 45, 90, 135 độ nè các bác ha. Đó, mình nói chung là cái hít của nó rất là cứng nha, hít rất là chắc nha các bác ha. Đó, để mình cố định góc để mình hàng nha, cho các anh thợ hàng mình nha. Đó, thì em để cho các bác mình cái hàng Kabushi này của 50 LB này, em để cho các bác mình với giá là 80.000 nha, 80.000 ha. Còn các bác mình muốn sử dụng loại bự hơn, lớn hơn là loại 75 LB. Đó, nó hít rất là chắc nha các bác ha. Đó nè, nó hít nè, nó hít rất là chắc ha. Đó, những cái sắt này kia nó hít gốc là rất chắc cho các bác mình luôn. Đó, mua về các bác mình sử dụng mình khỏi cần phải nhờ ai dịnh này kia ha. Đó, rất là tiện lợi luôn các bác ha. Rồi thì cái size 75 LB này cũng cố định 45, 90, 135 độ ha. Thì em để của hàng của Kabushi luôn ha, của Nhật ha. Em để cho các bác mình với giá là 120.000 nha, cho các bác mình làm bên thợ hàng thợ sắt này kia ha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình đây, đây là cái bộ dây thước dây ha, thước dây đo kéo dài nha, thước dây đo kéo dài nha các bác ha, mình dành cho các bác thợ làm công trình hoặc là bên xây dựng đó, để mình đo đạc này kia rất là ok ha, bên đo đất này kia cũng rất là ok ha. Thì cái thước dây này dài 50m nha các bác ha. Thì em để cho các bác mình với giá là 50.000 nha, 50.000 cho, quên 90.000 các bác ơi, lộn 95 các bác, xin lỗi, và 95.000 cho cái thước dây dài 50m này các bác ha. Đó, rồi em lên tiếp cho các bác mình thêm đây là cái kìm cắt ha, đó kìm cắt thuốc dây điện nè các bác ha, hàng này là hàng của Nhật cho em nha, đó hàng của Nhật cho em luôn ha các bác ha, nó có in cho chữ mình Made in Japan cho em trên cái thân của cây kìm luôn nha các bác. Đó, ở ngoài thị trường có cũng rất là nhiều cái mẫu như vậy, nhưng mà là hàng nó không có, đó là hàng, nói chung là hàng nhái ha các bác ha, hàng của em là hàng Nhật, nó có in chữ Made in Japan cho các bác luôn. Nó nên cái giá thì các bác đừng có bất ngờ ha, tại hàng của Nhật thì các bác mình biết rồi, chất lượng thép của nó thì chuẩn quá rồi ha các bác ha. Đó, thì cái size của nó từ 0.8 đến 2.8 mi ha các bác ha. Đó, để mình tuốt nha, nó có cái khe để mình chẻ đôi dây điện nè, là cái khe để xoắn nè. Đó, kìm hàng này là hàng của Nhật cho em nha, Made in Japan cho em, có khắc chữ Made in Japan, hàng của Nhật cho em đàng hoàng. Đó, thì em để cho các bác mình với giá là 110.000 nha các bác ha. Đó, 110.000 nha. Đó, có lớp cao su non, thép nói chung là chuẩn CRV cho mình luôn. Đó, rồi em lên cho các bác mình tiếp theo là cái kìm. Đây là kìm đa năng cho em ha, vừa có tuốt dây điện nè, vừa có bấm cót, vừa có cắt dây nè, nói chung là cái kìm này là xếp thép chuẩn CRV cho em luôn, size 9 inch cho em ha. Nó có cái cán, nó có bọc lớp cao su non rất là êm tay luôn.
nó rất là chắc chắn ha các bác ha. Thì cái kìm đa năng này em để cho các bác mình với giá là 135.000 nha. Nó đi kèm cho mình là một que chai dầu để mình bôi trơn ha, khi mình sử dụng nói chung là mình chống sét này kia ha. Thì sét chuẩn CRV nữa, em nói chung là không bao giờ ít khi nào bị sét ha các bác ha. Rồi em tiếp tục em lên cho các bác mình cái bộ và đây đây là cái bộ lấy ren, lấy ren trong và ren ngoài ha các bác ha. Đó thì đây là cái bộ để mình dùng lấy ren trong đây các bác nha. Đó, lấy ren trong ha, thì bộ lấy ren trong này một dĩ như vậy là gồm 8 sản phẩm ha. Nó đầy đủ cái kích cỡ từ nói chung là nó có thông số ở đây hết cho các bác nhìn nha. Đó từ M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ha các bác ha. Đó thì có đầy đủ cho các bác mình luôn. Đó thì một dĩ như vậy em để cho các bác mình giá là 180 nha. Còn lấy ren ngoài cũng vậy nha các bác ha. Đó, bộ lấy ren ngoài cũng vậy luôn. Thì thông số của nó cũng ghi đầy đủ M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ha. Thì một dĩ cũng 8 sản phẩm luôn. Em cũng để cho các bác mình với giá là 180 ha. Còn đây các bác mình muốn mua các bác thợ mình làm chuyên á thì mình muốn mua một trọn bộ của nó đó các bác ha. Thì một hộp như vậy là nó gồm là 20 sản phẩm lần ha các bác ha. Đó, một hộp gồm 20 sản phẩm vừa lấy ren trong vừa lấy ren ngoài luôn. Thì nó thêm cho mình nhiều cái chi tiết nhỏ hơn ha, để mình lấy những trọn bộ những cái bộ ghen trong hoặc ngoài cho mình luôn ha. Thì một hộp như vậy em để cho các bác mình giá là 370.000 nha, 370.000 luôn. Đó dành cho các bác thợ mình nha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình đây là cái vít. Dạ đây, đây là cái đầu vít ha. Ở đầu vít lùng nha các bác ha. Mình có thể thì một sản phẩm nó dĩ này về nó có là 6 cái đầu vít cho em nha. Đầy đủ cái đầu vít luôn. Đó, một cái vít là có hai đầu ha, đầu lục giác, đầu bông, đầu bi này kia đầy đủ cho các bác mình luôn. Đó thì cái đầu vít lùng nó thì mình để mình dặn những cái trong kẹt trong góc này ha các bác ha. Đó, nó cái đầu rất là bự, nó cao su non, nói chung là dặn rất là êm tay luôn ha. Rất là chắc tay luôn. Thì rằng cái đầu vít này mình có thể tăng đưa được ha các bác ha. Mình tăng đưa chiều dài, chiều cao, nói chung mình tăng đưa dài ngắn thì tùy mình ha. Nó có tăng đưa được luôn. Thì một dĩ như vậy em để cho các bác mình với giá là 55.000 nha các bác ha. Rồi em lên tiếp tục cho các bác mình, đây là cái đầu vít đóng ha. Đó đầu vít đóng, đây là đầu vít đóng ba ke, đầu vít dẹp ha, vít đóng của hàng Kabushi. Đó đầu dẹp cho các bác em ha, đầu trừ ha. Thì em để cho các bác mình với giá là 25.000 ha các bác ha. 25.000 ha, 25.000 cho cái cây đầu vít đóng này của hàng Kabushi cho em ha. Còn đầu cộng đầu trừ thì cũng bằng giá cho em nha. Đó, cộng trừ thì cũng bằng giá cho em 25.000 một cây ha các bác ha. Đó, của hàng của Kabushi cho em luôn nha. Đó, có hít đầu nó có hít có 500 cho em ha. Rồi thì cái đầu này em tiếp theo em lên cho các bác mình của hàng của Kabushi cho em ha. Cái này là vít vít đầu cộng đầu trừ ha, mình có thể mình thay đổi nha các bác ha, có thể mình rút ra mình thay đổi ha. Đầu cộng đầu trừ nó có chung một cái vít này có hai đầu cộng đầu trừ cũng có 500 cho em luôn ha. Thì một cái vít vậy em để cho các bác mình với giá là 30.000 nha. Ở hai đầu vít hai đầu ha, mình có thể đảo đầu ha các bác ha. Dạ rồi tiếp theo em lên cho các bác mình các dòng sản phẩm kéo cắt cành ha. Đó em lên sẽ đủ cho các bác mình luôn. Đó kéo cắt cành đầu tiên em lên cho các bác mình cái dòng kéo cắt cành em đang sell cho các bác mình ha. Đó kéo cắt cành này hàng của Nhật cho em nha. Đó size M nha, hàng của Nhật cho em ha. Đó thì nó đi kèm cho mình một cái lò xo để mình trợ lực ha, mình đi kèm cho mình ha. Nó có sẵn rồi mà nó kèm cho mình thêm một cái lò xo ha. Đó thì cái loại này em để em sell cho các bác mình giá là 55.000 nha các bác ha. 55.000 nha. Rồi đây là cái kéo cắt cành loại thẳng nha, tỉa cành những cái cành nhỏ nó chi tiết nhỏ đó các bác ha, để cho các bác mình làm kiển đó. Đó thì cái đầu nhọn ha, thì em để cho các bác mình với giá là 40.000 nha, 40.000 ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái dòng kéo cắt cành mà loại hàng của Kabushi luôn, SK5 hàng của Nhật cho em luôn ha, cũng tặng kèm cho mình một cái lò xo luôn. Đó thép chuẩn CRV, nói chung là không gỉ, nói chung là rất là chắc chắn ha, trợ lực rất là nhẹ tay cho em luôn. Đó thì cái hàng kéo cắt cành của hàng Kabushi này em để cho các bác mình với giá là 100.000 ha các bác ha, 100.000 hàng của Kabushi chất lượng nha các bác ha. Rồi thì em có lên thêm cho các bác mình cái loại dòng kéo cắt cành đầu nhọn nha. Ở đầu nhọn hàng của Nhật cho em ha, ở đầu nhọn hàng của Nhật cho em. Đó, kéo cắt cành đầu nhọn hàng của Nhật cho em ha. Đây, ở hàng của Nhật rất là bén, rất là chắc chắn luôn. Ở hàng của Nhật cho em ha, có ghi chữ Made in Japan cho em luôn nha. Ở trên cái thân kéo ha, Made in Japan cho em luôn nha các bác ha. Đó, thì cái kéo cắt cành hàng của Nhật này em để cho các bác đầu nhọn ha, em để cho các bác mình với giá là 110.000 nha, 110.000 cho các bác ha. Đó, thì các bác mình muốn lấy đầu bầu hay đầu nhọn thì tùy các bác mình nha. Đó, lực cắt nghe cái tiếng nó rất là sát ha. Đó, rất là bén cho các bác luôn. Đó thì cái hàng kéo cắt cành đầu nhọn này em để cho các bác mình hàng của Nhật ha, em để cho các bác mình với giá là 110.000. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình loại dao để mình tỉa cành, để mình ghép cành ha, cắt ghép cành, dao tỉa cắt ghép cành hàng của Nhật cho em luôn ha. Có Made in Japan trên cái lưỡi dao luôn. Dao nó bao bén cho cả nhà mình luôn ha, dao này ra loại gấp gọn nha. Nó bao bén cho cả nhà mình luôn. Thì cái loại dao mà để là ghép cành này em để cho các bác mình với giá là 100
10.000 ha các bác ha. Đó 110.000 nha, hàng của Nhật cho em, bao bán cho cả nhà mình luôn. Rồi em lên cho các bác mình cái dòng mà kéo cắt cành hai loại của thằng Kabushi nữa. Đó một loại đầu thẳng nè, đó một loại đầu thẳng và một loại đầu cong. Đó đầu bầu ha các bác ha. Đó thì hai loại này của hàng của Nhật Kabushi luôn, có tem chống hàng giả cho các bác mình luôn ha. Đó thì hai loại này em để cho các bác mình giá là 95.000 nha các bác ha. 95.000 cho hai cái loại này luôn ha. Bằng giá thì các bác mình tùy các bác mình lựa chọn nha. Rồi thì em lên tiếp cho các bác mình cái bộ làm giường mini ha. Loại này dạng trung cho em nha. Đó loại này dạng trung, nó gồm cho mình mà hai cái giá và một cái đầu cào để mình xới đất này kia hoặc là mình mần cỏ ha, dành cho những cái chậu bo chậu kiển nhỏ nhỏ đó cả nhà. Đó. Em để cho các bác mình với giá là 30.000 ha. Còn các bác mình muốn sử dụng loại này lên luống nè, những lên clip nè, chứ là mình thấy là có thể là mình làm những cái luống lớn cũng được nha. Đó, chậu lớn cũng được ha. Mình ngồi mình làm nó thoải mái ha, không có khum lưng nó đau lưng nha cả nhà ha. Đó, thì cái này mình có thể làm trồng rau cũng được. Đó, các bác mình mua về để mình làm luôn luống trồng rau cũng rất là ok ha. Cũng hai cái xẻng và một cái đầu cào ha. Đó thì một bộ như vậy em để cho cái nhà mình với giá là 65.000 ha, bộ làm vườn màu xanh nha. Đó, để em để cho các bác mình giá là 65.000 ha. Rồi tiếp theo lên cho các bác mình cái dòng thước nha. Đó dòng thước đo hàng của Kabushi cho em luôn. Dạ rồi, thì em lên cho các bác mình loại thước đo của hàng Kabushi nha. Đó, chiều dài của nó là 7,5 m ha. Thước này là thước vừa đo là vừa phong thủy luôn ha. Có đo lỗ ban cho các bác mình luôn. Nó mặt sau là đo phong thủy, đo lỗ ban cho các bác mình luôn ha. Đó, bản của nó là 2 phân ha các bác ha. Đó, bản lớn nha. Đó, thì nói chung lực kéo ra rất là nhẹ luôn nha các bác. Đó, lực kéo lực thu rất là nhẹ cho mình luôn. Hàng của Kabushi là hàng của Nhật cho các bác mình. Đó, có bọc lớp cao su non rất là êm tay luôn. Đó thì em để cho các bác mình với giá là 45.000 ha các bác ha. 45.000 cho cái thức kéo 7,5 m hàng của Kabushi nha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình đây là cái lồng để mình hái ha, mình hái trái cây, hái trái cây trên cao. Đó thì nó là một cái vòng tròn có khía đàng hoàng ha các nhà ha. Đó để mình hái mình giật những cái trái cây trên cao nha. Đó thì nó mình về mình tra cán vô. Đó, một chiều dài thì tùy giờ mình ha. Thì cái lồng để mình hái trái cây này em để cho các bác mình với giá là 60.000 nha. Đó bằng chất liệu inox cho em ha. Dạ rồi tiếp theo em lên cho các bác đây, đây là cái kéo cắt cành và mình ghép cành ha, cắt và ghép cành nó rất là tiện luôn. Các bác mình mua về đó ghép cành những cái bông hồng, những cành ghép mai, những cái nhánh mà nhánh non này kia các bác ha. Đó mình cắt một phát một là mình sẽ ghép vô luôn, khỏi cần phải tỉa nha các bác ha. Thì nó ra cái hình là chữ V ha, nó ra hình chữ V nha. Nó lõm với lồi ha các bác ha. Rồi mình sẽ được mình tra vô rồi mình quấn bằng keo thôi, rất là tiện lợi ha. Nói chung là mình hợp cho ghép những bông hồng này rất là ok luôn. Dạ rồi thì cái kéo cắt cành, cắt ghép cành này em để cho các bác mình với giá là 130.000 nha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình đây cái súng thổi khô ha, súng thổi khô hàng của Kabushi dành cho các bác mình bên sửa xe đó, hoặc là mình bên rửa xe này kia đó các bác, mình thổi khô ha. Súng thổi khô này hàng của Kabushi này em để cho các bác mình với giá là 45.000 ha, 45.000 nha. Rồi tiếp theo em lên tiếp cho các bác mình cái dòng súng để phun xịt sơn ha. Súng hơi để mình phun sơn nha các bác ha. Súng hơi để phun sơn hàng của Yamaha, hàng của Yamaha ha. Thì cái loại này em để cho các bác mình với giá là 145.000 nha các bác ha. 145.000. Đó còn các bác mình mua thêm cái hàng mà cái bình đựng sơn luôn. Đó thì em để cho các bác mình với giá là 75 ha. Dung tích của nó chứa là 400cc cho em. Đó của hàng Yamaha cho em luôn ha. Hàng của Nhật cho em luôn ha các bác ha. Rồi 95.000 ha các bác ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình đây là cái kìm. Đó, em có ba loại ha. Đó, em có ba loại là cái kìm mỏ nhọn nè, kìm cắt dây điện nè và kìm để mình cắt và tuốt dây điện này kia ha các bác ha. Đó thì nó bọc cho mình lớp cao su non luôn. Bọc cho mình lớp cao su non cho em luôn ha cả nhà ha. Nó thép thì chuẩn CRV luôn các bác nha. Nó size của nó là size 250mm ha. Thì cái kìm này, ba cái loại kìm này em để là bằng giá ha, là giá là 85.000 một cây nha các bác ha. 85.000 một cây nha. Thì các bác muốn lấy loại nào thì bảo em ha các bác ha. Muốn lấy loại nào bảo em. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái dòng kìm loại nhỏ là size 115mm ha. Size 115mm nó loại nhỏ nha. Thì em chỉ có mẫu kìm cắt này thôi, kìm đầu này thôi. Thì các bác mình mua một cây thì em để cho các bác mình là 40. Nếu mà các bác mình mua ba cây thì em để cho các bác mình giá là 35.000 ha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình về đây. Đây là cái búa lùng nha. Đó, em có hai mẫu búa lùng nha. Đó, búa này mình nói chung là rất là gọn ha.
mình cất cũng đem thì mình đóng này kia rất là tiện, rất là cầm rất là gọn tay luôn ha, đóng đinh nhỏ đinh rất là gọn luôn đó, đóng trong góc kẹt trong khóc trong góc khuất này kia cũng rất là ok cho các bác mình luôn ha. Đó có bọc lớp một cao su non rất là êm tay, rất là mịn tay luôn, nó thiết kế theo cái tay cầm nó chung rất là chắc chắn cho em luôn ha các bác ha. Đó thì cái kéo lùng này em để, cái búa lùng này em để cho các bác mình với giá là 40.000 ha, cho cái cán màu xanh nha. Đó, búa lùng cái cán màu xanh em để cho các bác mình giá là 40.000. Còn các bác mình lấy cái hàng cái cán màu xám trắng này đó, thì em để cho các bác mình giá là 50.000. Đó, hàng này là hàng của Nhật cho em ha, có fuka da băng đàng hoàng, nó cắt fuka da băng cho em. Đó, cái cán màu trắng ha. Cán màu trắng xám này em để cho các bác là 50.000 ở hàng của Nhật cho em, có cắt khắc chữ fuka da băng cho em ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình dòng búa ha. Hai cái dòng búa nha, ở búa để mình đóng vào nhổ đinh ha các bác ha. Thì đầu tiên em lên cho các bác mình cái loại búa đóng vào nhổ đinh, hàng này là hàng của Đài Loan cho em luôn ha các bác ha, nó hàng của Đài Loan. Thì cái cán của nó làm bằng sợi thủy tinh nguyên khối nha các bác, rất là nhẹ tay, rất là chắc chắn luôn. Nó có bọc lớp cao su non rất là êm tay, nói chung độ bám của nó rất là cầm rất là gọn, rất là chắc chắn luôn các bác ha. Đó, thì một cái đầu đóng của nó có cho mình là một những cái làm những cái gợn gợn như cái này, nó chống trơn trượt ha các bác ha. Và nó có đầu mồi đinh cho mình luôn. Nó có đầu hít đây nè. Đó, mình để cái đinh vô mình có thể mình mồi, không cần phải dùng tay để mình mồi hết, khi nhiều khi đóng vô tay nha các bác ha. Nó có đầu mồi đinh cho mình luôn, đầu hít mồi đinh ha. Nó chống trơn trượt cho em. Thì đầu nhỏ đinh ha. Thì cái búa có đầu mồi đinh này em để cho các bác mình với giá là 65.000 ha, 65.000 ha, 65.000 nha các bác ha. Rồi các bác mình em lên cho các bác mình cái dòng búa Kabushi hàng của Nhật ha. Đó, hàng của Nhật thì cũng có đầu đóng và đầu nhỏ luôn nha các bác ha. Nó thì sơn tĩnh điện cho mình một cái lớp này, nó chống gỉ sét cho mình luôn ha. Hàng của Kabushi cho em, hàng của Nhật nè, cũng là cái sợi thủy tinh nguyên khối cho em, có lớp cao su non rất là êm tai luôn. Thì cái búa này của hàng Kabushi thì em để cho các bác mình với giá là 90.000 nha, 90.000. Còn em lên cái size lớn hơn nữa, cái size lớn hơn, cái size này là nó ghi là 0.25g ha. Rồi em lên cho các bác mình cái size lớn hơn của hàng Kabushi cho em là 0.75 ha, 0.75kg ha. Đó, 750g á, 750g các bác ha. Đó, thì size này size lớn của hàng búa đóng và búa nhổ đinh của hàng Kabushi, size 750g ha. Thì em để cho các bác mình với giá là 120.000 nha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái dòng mà cảo sên cam ha. Đó, cảo sên cam, hàng này hàng của Kabushi cho em luôn, cũng có tem chống hàng giả ha. Đó, cảo sên cam hàng của Kabushi cho em. Thì cái size này là size 8 inch cho em ha. Đó, thì em để cho các bác mình với giá là 135.000 nha. Cảo sên cam ha. Rồi em lên cho các bác mình cái cảo chữ C hàng của Kabushi ha. Cái size này là size 6 inch ha. Size 6 inch cảo chữ C hàng Kabushi cho em luôn. Đó, này các bác mình rất là cần, các thợ sắt thợ này kia bên gỗ cũng rất là cần ha, để mình dán nẹp những cái gỗ nha. Đó, thì cái cảo chữ C hàng của Kabushi này size 6 inch này em để cho các bác mình với giá là 135.000 ha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình cái dòng dụng cụ để hỗ trợ mình nâng đồ vật ha. Đó, cho các bác mình các chị em luôn, các bác mình ở nhà mình muốn di dời những cái tủ lạnh nè, hoặc là máy giặt, hoặc là những cái tủ, cái bàn ghế, hoặc là sofa salon này kia đó các bác ha. Đó, hoặc là ly quăng này kia đó cũng rất là tiện nha. Đó, các bác mình không cần phải nhờ giả các bác. Đó, mình chỉ dùng cái lực nâng của nó là tới 180kg nè các bác ha. Đó, mình sử dụng theo cái nguyên tắc cái đòn bẩy đó các bác. Đó, mình đưa này cái này vô cái chân ghế ha. Đó, đưa vô cái chân bàn hoặc là chân chân giường này đó. Đó, rồi mình dùng cái lực đòn bẩy mình nải lên. Đó, mình nải lên rồi mình chiêm những cái bánh xe này vô ha các bác ha. Nó đi kèm cho mình là bốn cái bánh xe này. Nó chịu lực của nó tới 180kg luôn ha các bác ha. Đó, mình để vô một chân ha, thì mình qua tới chân kia. Đó, mình dùng tiếp ha, mình nải lên tiếp nha các bác ha. Đó, mình dùng lực đòn bẩy mình nải rất là nhẹ nha. Đó, thì mình để bốn góc thì rồi mình đẩy. Đó, mình di chuyển mình đẩy đi ha các bác ha. Bánh xe của nó rất là trơn trượt luôn. Đó, rất là, nói chung là đó, mình đẩy rất là nhẹ thôi ha, mình di dời, mình quét dọn xong mình di dời chỗ này chỗ kia xong mình cũng dùng cái lực nải lên ha, rồi mình gỡ từ cái ra, rất là tiện lợi cho các bác mình luôn ha. Rồi thì cái bộ dụng cụ mà để nâng đồ vật này em để cho các bác mình giá là 80.000. Rồi tiếp theo hôm qua cho các bác mình cái bộ ô tô. Thì em lên cho các bác mình cái bộ ô tô đầu tiên, cho cái bộ ô tô loại nhỏ đi ha các bác ha. Thì cái size này để cho các bác mình để mình mài nè, mình mài bên các thợ kim hoàn á, thợ làm thợ bạc này kia đó, để mình mài, mình giũa nhẫn, giũa dây chuyền. Nói chung cho các bác mình thợ làm kim hoàn, làm thợ bạc ha. Đó, hoặc là mình giũa những cái chi tiết nhỏ đó các bác ha. Thì cái loại ô tô nhỏ này em để cho các bác mình với giá là 60.000 ha. Đó, 60.000 cái loại ô tô nhỏ nha. Còn các bác mình lấy cái loại ô tô loại 6 phân ha. Đó, 6 phân. Loại này ô tô 6 phân ha, loại lớn nhập cho em. Nó có xoay 360 độ luôn, hàng của Asahi, hàng của Nhật cho em luôn ha các bác ha. Nó có xoay 360 độ luôn. Đó, chốt xoay của đây, mình có thể mình xoay ha, mình cố định rồi mình có thể mình xoay 360 độ cho em luôn. Đó, rất là tiện luôn các bác ha. Đó.
chất lượng của nó là nói chung là nó sơn một lớp tĩnh điện, nói chung là chống reset rất là chắc chắn cho em luôn ha các bác ha. Hàng của Asaki là cũng hàng là của Nhật cho em luôn nha. Đó thì coi có cái đề để mình vừa dũa mình gàn luôn các bác ha. Đó thì cái Eto này hàng của Asaki size 6 phân này em để cho các bác mình với giá là 230 nha. Thì thông số nó để trong hộp hết nha các bác nha. Đó để trên cái hộp hết. Em quay sơ cho các bác mình về các bác mình để mình các bác mình xem clip các bác mình tham khảo ha. Đó. 80 này 6 phân ha các bác ha. Rồi 230 nha, 230. Cái kiềm Rockman mà bấm chết loại 60 với loại 70 phải không hậu? Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình sản phẩm cái cần ha. Em lên cho các bác mình cái cần khóa nha. Ở cần khóa tự động ha, cần 1/2 cho em. Đó thì em có hai loại luôn, hàng cũng là Kabushi luôn. Thì một loại là cần 1/2, 1/2 là loại tự động cho em ha. Khóa tự động có đảo chiều cho mình luôn ha. Có bọc lớp cao su non, hàng của Kabushi rất là chất lượng cho em luôn ha. Thì cái hàng cần 1/2 của Kabushi này em để cho các bác mình giá là 110. Còn cái sản phẩm này tiếp theo em lên cho các bác mình là loại cần 1/2. Đó có đảo chiều khóa tự động này kia nó, nhưng mà cái này nó có tăng đưa ha, nó có tăng đưa, mình có thể mình muốn dài ngắn kéo dài ngắn thì tùy các bác mình nha. Đó nó có nớt hết trơn ha, để em sẽ test thử cho các bác mình đây. Đó mình có thể mình kéo dài ngắn ha, thì kéo dài nhất của nó thì để em đo cho các bác mình ha, 20 nè, 40 nè, 40 44 ha, 43 44 nha các bác. Đó, kéo dài hết lóc của nó là 43 44 cm ha các bác ha. Đó. 42, nói chung 42, 43 này các bác, 42, 43 ha. Đó thì các bác mình muốn dài ngắn thì tùy các bác mình nha. Nó có cái nớt sẵn hết cho mình. Nó kéo dài nó thu bằng bi nha. Đó. Rất là chắc chắn cho mình luôn ha. Là mình lấy cho mình thâu này kia, mua cái này về để các bác thợ mình sửa xe tải này kia đó, mình chui những cái xuống gầm á. Đó mình có thể mình dặn những cái chỗ mà nhỏ cũng được ha, hoặc dài này kia rất là tiện lợi luôn, có trợ lực cho mình ha. Dạ rồi, thì cái cần 1/2 có tăng đưa kéo dài này em để cho các bác mình với giá là 285.000 ha, 285.000 nha. Rồi tiếp theo em để cho các bác mình cái dùng kìm để mình cắt trợ lực ha, ở kìm cộng lực cho em, kìm cộng lực size này size 10 inch ha, ở kìm cộng lực thì hàng của Kabushi, thì em để cho các bác mình với giá là 100.000 thép chuẩn CRB, size 8 inch các bác ha, size 8 inch nha, thép chuẩn CRB thì em để cho các bác giá 100.000, còn hàng Anton đó thì em để cho các bác mình giá là 75.000 nha các bác ha, 75.000. Rồi em lên tiếp cái hàng kìm kéo cắt ton cong ha, ở đây là kéo cắt ton cong, thì cái hàng này của Nhật cho em ha, kéo cắt ton cong này em để cho các bác mình với giá là 65.000 nha. Cái khẩu của nó xài của nó là 250mm ha. Đó. Rồi kéo cắt ton thẳng em có hai loại là một loại là của Kabushi ha và một loại của Anton luôn. Đó Anton thì em để cho các bác mình với giá là 100.000 ha. Đó. Còn hàng Kabushi thì em để cho các bác mình giá là 135 ha. Đó, size của nó là 10 inch em ha, size 10 inch em nha. Rồi em lên cho các bác mình cái bộ cưa mỹ nghệ cưa lộng ha. Đó thì sản phẩm nó gồm cho mình một cái cán cưa và mà đầy đủ các lưỡi cưa ha, cưa gỗ có, cưa cây có đầy đủ cho mình luôn. Nó bốn cái lưỡi cưa mini nè để mình cưa lộng ha. Loại cưa gỗ, cưa sắt này kia cũng được ha các bác ha. Đó thì một hộp như một dĩa như vậy em để cho các bác mình với giá là 85.000 nha, 85.000 ha các bác ha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình các dòng kìm ha, kìm mỏ quạ nha. Kìm mỏ quạ thì em lên cho các bác mình cái dòng kìm mỏ quạ cái hàng của MacBogo ha. Thì cái size này là size 10 inch cho em nha, size 10 inch ha của MacBogo thì em để cho các bác mình với giá là 80.000 nha, kìm mỏ quạ ha. Rồi cái hàng của Kabushi cũng size 10 inch luôn. Size 10 inch của hàng Kabushi, hàng của Nhật cho em. Thì em để cho các bác mình với giá là 135. 135.000 ha. Rồi em lên tiếp các hàng kìm mỏ quạ của hàng cán cái tay cầm á, tay cầm cán cam đi. Các bác mình nói cái hàng này thì em để cho các bác mình giá là 90.000 ha. Đó. Size nó size 10 inch nha. Ở size 10 inch thì 90.000 ha. Cái kìm mỏ quạ cán cam nha. Còn cái loại size 12 inch á thì em để cho các bác mình giá là 120.000 ha. Đó, size 12 inch nha. Tay cầm màu cam ha các bác lên cho em được. Tay cầm màu cam, kìm mỏ quạ tay cầm màu cam ha. Size 10 inch thì 90 ha, còn size 12 inch thì 120 cho em. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái dòng lục giác bi ha, lục giác bông nè, lục giác bông hàng của Kabushi.
7 màu cho em luôn, lục giác bông hàng Campuchia 7 màu. Thì cái sản phẩm này nó gồm là chín cái cây lục giác cho em ha. Từ nhỏ tới lớn đầy đủ thông số cho mình luôn, nó có ghi trên cái gì cho em ha. Đó, thì cái hàng Campuchia lục giác bông này em để cho các bác với giá là 100.000 một dĩa như vậy ha. Còn các bác mình muốn sử dụng lục giác bi á thì em có hàng của anh Yeti. Lục giác bi hàng của Yeti, hàng của USA cho em ha, cũng chín sản phẩm luôn. Chín cây lục giác cho em luôn ha. Đó thì lục giác bi của hàng Yeti này em để cho các bác mình với giá là 55.000 nha. Cho lục giác bi ha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình cái loại kìm kẹp ha, cơ khí ha. Kìm kẹp cơ khí đây. Thì cái dòng này là nó chiều dài của nó là 150 ha, 150 mi nha các bác ha. Đó, thì cái hàng này là thép chuẩn CRV cho em luôn, dành cho các bác thợ mình làm bên ton hoặc là bên cơ khí đó, mình cần đo cái độ chính xác cao á, nhỏ chính xác cao thì các bác mình sử dụng ha. Đấy, cái này là size của nó là 150 mi ha các bác nha. Đó thì kìm cái thước đo cơ khí này em kẹp cái đo cơ khí này em để cho các bác giá là 175 ha. Còn các bác mình muốn cái dài hơn nữa thì em có loại 200 mi ha, 200 mi ha. Thì cái 200 mi thì em để cho các bác mình với giá là 250, hàng của Campuchia, hàng của thép chuẩn CRV, hàng của Nhật cho em luôn ha. Đó, rất là sang, rất là xịn luôn, rất là tốt luôn các bác ha. Rồi, em lên tiếp cho các bác mình cái đồng hồ đo áp suất hơi ha. Đo áp suất lớp, áp suất hơi này kia. Đó thì cái đồng hồ đo áp suất lớp này em để cho các bác mình với giá là 140.000 nha. 140.000 cho cái đồng hồ đo áp suất lớp ha. Rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình lên cho các bác mình dòng dây điện ha. Dây điện đúc nha. Dây điện đúc nguyên khối chống da, chống dở, chống da đập, chống cháy cho em luôn ha. Đó, các bác mình mua về sử dụng trong gia đình hoặc là mình các anh thợ mình đem theo mình sử dụng trong công trình rất là ok cho em luôn ha. Dây này là bằng đồng cho em nha. Dây bằng đồng cho em luôn. Thì em có hai loại, một loại là 20m và một loại 30m nha. Đó. Dạ rồi, thì cái hàng cuộn dây điện mà chống da đập, chống dở, chống cháy này dài 20m thì em để cho các bác mình với giá là 110.000 ha các bác ha. 110.000 thì các bác mình muốn loại lấy loại dài hơn á là em có loại 30m. 30m thì em để cho các bác mình với giá là 135.000 nha các bác nha. 135.000 ha. Dây đồng cho em luôn. Mua về sử dụng cho gia đình thì cái ổ cắm của nó là gồm cho mình 5 cái ổ cắm luôn nha ha. 5 ổ cắm ha. Hai bên là 4 nè, ở trên đây là 1 5 ha. Ổ cắm 3 chấu gì cũng được ha. Các bác mình mua về để sử dụng trong gia đình này kia, nói chung là chống da đập, chống dở cho em. Rồi, em lên cho các bác mình cái dòng đuôi đèn ha. Dây điện đúc nha, dây điện đúc đuôi đèn nha. Nó thì cái dây cuộn này nó gờ dài 5m cho em nha. Nó dài 5m ha, nó kèm cho mình là 10 cái đuôi đèn cho em, 10 cái đuôi đèn 27 chui xoáy thông dụng cho mình luôn ha. Đó, để mình về mình rất là tiện lợi cho mình ha. Cho các bác mình quán cà phê, quán ăn, nhà hàng này kia. Đó, mình mua về mình gắn bóng đèn này kia, bóng đèn trang trí này kia rất là tiện lợi cho mình luôn ha. Đó, rất là tiết kiệm cho mình luôn. Đó thì một cuộn dây 5m mà có 10 đuôi đèn sẵn tích sẵn cho em. Dây này mình để ngoài trời chống nước, chống cháy, chống này kia cho em luôn ha các bác ha. Đó thì em để cho các bác mình giá là 120 cho dây 5m nha các bác nha. Đó, rất là tiện lợi luôn, rất là tiết kiệm cho các bác mình luôn. Và nó có kèm cho mình một cái đầu chờ ha các bác ha. Nếu mà các bác mình cái sân mình dài đó, mình có thể mình mua thêm một cái cuộn nữa để mình gắn vô, mình nối thêm ha cho cái chiều dài, đủ cái chiều dài sân của mình nha. Đó, thì 120 cho một cái cuộn dây điện đúc có 10 chu đuôi đèn cho em ha. Dạ rồi, tiếp theo em qua cho các bác mình cái sản phẩm bên đồ điện ha và đồ gia dụng nha các bác ha. Em đi cái đồ cơ khí cho các bác mình rồi thì em qua cho các chị em mình mua về để trong gia đình mình ha. Đó thì đầu tiên em lên cho các bác mình đây là cái ổ điện chống giật nha, ổ điện 3 tầng ha, chống giật, chống cháy cho em luôn. Đó thì ổ điện này nó có chiều dài là nó là dây dài là 2m nha các bác ha. Dây dài 2m, nó có ổ cắm là một mặt, mỗi một mặt là 3 ổ cắm nha. Thì 2 chấu, 3 chấu đầy đủ cho em luôn, có thể cắm 2 chấu được, 3 chấu được luôn nha. Đó, một mặt như vậy. Đó là ba cái chui á, ba cái vít cắm đó, thì nó có 4 mặt cho em nha, 2 nè, 4 mặt thì 4 mặt thì nó gồm 12 ổ cắm nha các bác ha. Đó, nó gồm cho em là 12 cái ổ cắm, vít cắm, 3 chấu, 2 chấu đều đủ cho em luôn. Thì mỗi cái tầng nó có một cái công tắc riêng cho mình luôn ha. Đó, mỗi tầng nó có một công tắc riêng cho mình luôn. Đó thì nó có công tắc tổng dưới đây. Đó, và nó có cổng USB cho mình, ba cổng USB để mình sạc điện thoại hoặc là mình sạc những thiết bị mà sử dụng cổng USB nha. Đó thì cái ổ điện chống giật, chống của hàng chống giật, chống cháy này, chiều dài của dây là 2m này em để cho các bác mình với giá là 190.000 nha. Dạ rồi, em lên tiếp cho các bác mình cái ổ điện Thái ha. Ổ điện này là ổ điện của Thái cho em, hàng của Thái ha. Thì nó có cho mình là 6 vít cắm, 2 chấu, 3 chấu này kia luôn. Hàng này hàng của Thái. Đây em gỡ cho các bác mình xem nha. Đó, thì nó đi
nó kèm cho mình là ba cái ổ cắm USB cho mình luôn ha, có công tắc tổng trên màn hình luôn, 10A 250V nha các bác ha, ở 6 ổ cắm cho em, ở 6 ổ cắm. Thì cái ổ điện thái này em để cho các bác mình với giá là 45.000 nha các bác nha, 45.000 ha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình cái dòng ổ điện, ổ điện hàng của công ty cho em, hàng của công ty, dây dài của nó là 3m, dây của nó là chất liệu bằng đồng nguyên chất cho em 100% luôn ha các bác ha. Ở hàng của công ty chính hãng cho em luôn ha. Dây đồng 100% luôn, nguyên chất cho em. Đó thì nó có 6 ổ cắm nha, có 3 ổ 3 chấu nè và 6 ổ 2 chấu ha. Ở 6 ổ 2 chấu ha. Có 3 ổ 3 chấu nha, là 4 và 4 cái cổng USB để mình sạc điện thoại hoặc là sử dụng các thiết bị mà sử dụng vào cổng USB ha các bác ha. Rồi, thì cái ổ điện mà ổ điện dài 3m hàng hàng của công ty này em để cho các bác mình với giá là 120.000 nha các bác ha. Ở 120.000 ha. Rồi em lên tiếp cái nếu mà các bác mình sử dụng mà ổ điện mà gia đình mình sử dụng thiết bị nhiều á, ở thì mình mua cái ổ điện nó có nhiều ổ cắm hơn. Nó cái này là ổ này nó có 10 phích cắm cho em ha. Thì 5 phích cắm 3 chấu và 10 phích cắm 2 chấu nè. Đó, cũng kèm cho mình là 4 cái cổng USB để mình sạc điện thoại luôn ha. Dây đồng thì đồng nguyên chất cho em, chiều dài của dây là 5m ha. Đó, rất là sang luôn các bác, rất là tiện lợi cho các bác mình luôn. Đó, sử dụng thiết bị điện nhiều thì mình sử dụng cái này, bao cho các bác mình nấu những cái nồi công suất áp suất công suất lớn cho em luôn ha. Đó thì thông số của nó là ghi là 110 đến 150V ha, 10A 2500W cho em ha. Đó, những cái nồi các bác mình nấu lẩu nấu này kia bao cho các bác mình nấu luôn. Đó, rất là sang luôn, nói chung là rất là tiện lợi cho các bác mình luôn ha. Đó thì cái dây mà dày dài 5m này em để cho các bác mình với giá là 150.000 nha các bác ha. Hàng công ty dây đồng chính hãng cho em 100% luôn ha. Dạ rồi, em lên cho các bác mình tiếp theo là cái đuôi đèn, đuôi đèn cảm biến âm thanh ha các bác ha. Mình gắn nhìn biến những bóng đèn trong gia đình mình, bóng đèn bình thường đó, mình thành bóng đèn chỉ cảm biến âm thanh. Khi có người đi ngang qua hoặc có tiếng động đó cả nhà, khi có tiếng động lớn thì bóng đèn nó sẽ tự sáng ha cả nhà ha. Để mình gắn phía trước sân này kia, lỡ có tiếng động này kia đó mình sẽ tự bắt đèn lên để phòng ngừa kẻ xấu ha cả nhà ha. Thì cái đuôi đèn cảm biến âm thanh này em để cho các bác mình với giá là 40.000 nha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình cái đuôi đèn cảm biến khi có người đi ngang qua và khi trời tối thì nó sẽ tự động bật nha cả nhà ha. Thì cái đuôi đèn này là cái mẫu này là mẫu vuông nha, mẫu vuông ha. Đó thì nó bắt mình, nó có cho mình thêm là một bịch ốc và tắc kê sẵn cho mình ha. Mình mua về mình bắt vô rồi mình nối với điện trực tiếp 220. Đó thì đuôi đèn thì đuôi không thông dụng phổ thông ôm 7 cho em. Thì cả nhà mình chỉ cần gắn những bóng đèn, nói chung là mình thích bao nhiêu watt thì mình cứ gắn vô ha. Đó, mình biến những bóng đèn đó thành bóng đèn cảm biến khi có người đi ngang qua. Đó thì trời tối thì tự sáng nha cả nhà ha. Đó và bên hông nó có nút để mình điều chỉnh luôn. Đó mình điều chỉnh chế độ sáng của nó, thời gian sáng của nó bao lâu ha, từ 16, 15 giây nè, 30 giây và 262 giây ha. Và mình có thể tắt chế độ cảm biến cũng được nha. Nói chung là nó có nút bên hông này, cái nhà mình giờ mình điều chỉnh hết cả nhà ha. Rồi thì cái đuôi đèn cảm biến khi có người đi ngang qua này, vuông nội vuông này em để cho các bác mình với giá là 65.000 ha, 65.000 nha các bác nha. Còn các bác mình muốn lấy cái loại mẫu mới thì rất là tiện lợi cho các bác mình luôn ha. Mình về mình có thể mình nói chung là mình khỏi cần phải khoan vít này kia. Đó, em có về mẫu mới là cái đuôi đèn cảm biến ha. Đó, thì mẫu này mẫu mới nè, nói chung mình mua về mình gắn rất là nhanh chóng luôn. Đó, các chị em phụ nữ này mình mua về cũng gắn cũng rất là dễ dàng ha. Đó, mình cứ giờ cần mình tháo bóng đèn ra rồi mình gắn cái đuôi đèn này xong mình gắn bóng đèn phía dưới ha. Rất là tiện lợi cho mình luôn, gắn rất là nhanh cho em ha. Đó, thì cái đuôi đèn cảm biến âm thanh cảm biến khi có người đi ngang qua, cái mẫu mới này em để cho các bác giá là 75.000 nha. 75.000. Thì đồng thời nó cũng có nút điều chỉnh dưới đây nữa các bác ha. Nó có hai cái nút điều chỉnh y chang những cái loại vuông thôi. Đó thì các bác mình mở ra các bác mình dòm được, các bác muốn chỉnh gì chỉnh ha. Dạ rồi, 75.000 cho cái đuôi đèn cảm biến khi có người đi ngang qua nha. Dạ rồi ạ, tiếp theo em lên cho các bác mình các dòng pin ha, dòng pin sạc, dòng pin mình sử dụng cho remote, dòng pin sử dụng cho micro cao kê nha các bác, có loại sạc và loại không sạc nha. Thì đầu tiên em lên cho các bác mình cái loại dòng pin 18650 ha. Loại này là pin sạc 18650 nha các bác. Nó mình mua về thì để mình sử dụng, bây giờ nhiều thiết bị mình sử dụng cái loại pin 18650 này, những bình đồng pin đồ đầu nè hoặc đèn tích điện này kia. Đó thì cái loại này là hàng của Thái cho em nha. Đó, pin 18650 này hàng của Thái cho em ha. Nó là 6800 mAh cái nhà ha, 4.2V nha, hàng của Thái, made in Thái Lan cho em nha các bác ha. Đó, made in Thái Lan cho em nha. Đó thì em bán cho các bác mình là một cặp nha, em bán cho các bác mình là một cặp là 25.000 ha các bác ha. Đó, một cặp 25.000 cho pin 18650 nha. Rồi các bác mình nếu mà mình mới mua pin này mà mình chưa có cái đốc sạc của pin này thì em cũng có bán luôn nha ha các bác ha. Đó, em có bán cái loại đốc sạc pin 18650 mà loại mà sạc một lần là 2 viên ha. Đó, sạc một lần 2 viên loại pin 18650 ha. Đó, rất là gọn nha các bác. Đó, mình về là mình ghim vô điện mình sạc thôi. Có đèn báo ha, có đèn led báo cho mình luôn ha. Đó thì cái đốc sạc mà của pin 18650 này em để cho các bác mình với giá là 45.000 nha các bác ha, 45.000 nha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình cái dòng pin sạc loại pin sạc 2A và 3A.
đó, dòng pin mà sử dụng cho remote hoặc là sử dụng cho micro nè, hoặc là những cái đồ chơi trẻ em này kia ha. Đó, hai dòng pin này cũng rất là thịnh trong thị trường ha các nhà ha. Đó thì hàng của Sony cho em luôn ha, 2A và 3A. Thì một dĩ như vậy em để cho các bác mình giá là 30.000 ha. Đó, 2A 3A đồng giá cho em. Ở một dĩ là hai viên cho em. Ở 2A 3A đồng giá ha. Đó thì các bác nếu mà mình mua pin sạc á, ở nhà mình chưa có cái đồ thiết bị để sạc pin á thì em có bán luôn nha các bác nha. Đó thì em có bán cái loại thiết bị dùng để mình sạc pin 2A 3A ha. Đó nó sạc nói chung là rất là nhiều, nó sạc một lần là 4 cục pin 2A hoặc 3A nha. Và đồng thời nó cho mình sạc thêm là loại mà pin vuông các nhà ha. Sạc một thêm hai pin vuông của pin 9V ngày xưa đó. Ở dòng pin mà hồi xưa mình sử dụng cho micro này rất là nhiều ha. Bây giờ cái dòng pin 9V này cũng ít người xài. Ở đa số những cái nhà anh nhạc công, nhạc chơi, chú nhạc công mình xài cho những cái đờn này kia thì sử dụng pin 9V này nhiều. Đó thì em cái bộ sạc mà pin 2A 3A này em để cho các bác mình với giá là 95.000 ha các bác ha. Đó, 95.000 nha. Đó, sạc một lần là 4 pin ha, 4 pin và có thể sạc được pin 9V cho mình luôn nha các bác ha. Đó, 95.000 nha các bác. Dạ thì đồng thời các bác mình không muốn mua pin sạc đó, mà muốn mua pin mà mình xài xong mà mình sử dụng xong mình dục á, thì em có hai loại pin 2A và 3A cho các bác mình luôn ha. Hàng của hàng Mixel cho em, hàng Super Mixel cho em ha, hàng của Indo cho nha các bác ha. Đó thì em có loại là 3A của hàng Mixel ha. Thì một hộp như vậy là 40 viên nha, một hộp như vậy là 40 viên. Thì bên em chỉ bán hộp thôi nha các bác ha, nên các bác thông cảm nếu mà mình sử dụng nhiều thì mình mua giùm em ha, em không có bán lẻ xé lẻ nên các bác mình thông cảm cho em nha. Đó thì em bán hộp thì một hộp như vậy là 40 viên nha, 40 viên hàng pin 3A ha, một hộp 40 viên như vậy, một dĩ nó có nói là hai viên đó, thì một hộp 40 viên em để cho các bác mình giá là 70.000 nha các bác ha. Đó, 70.000 nha, hàng pin 3A ha của hàng Maxell. Rồi thì cái pin của sử dụng cho micro pin 2A thì em thì cũng một hộp nó cũng là 40 viên cho em ha. Một dĩ nó thì 4 viên, một hộp nó 40 viên, một hộp nó 10 dĩ cho em ha. Đó, 40 viên, hàng này hàng của Indo cho em ha các bác ha. Đó thì một hộp nha của pin 2A của hàng Super Mixel này em để cho các bác mình với giá là 110.000 một hộp nha các bác, 110.000 ha. Đó, các bác mình mua để mình xài từ từ ha, nói chung là rất là nhiều thiết bị để mình xài sử dụng cho nó nha các bác. Dạ rồi tiếp theo em lên cho các bác mình hộp dao lam ha, hàng này là hàng của Ấn Độ cho em ha. Đó, Simba, đó, hiệu này là ngoài tập quá rất là nhiều người bán ha. Nói chung là dao lam này là hàng này của Ấn Độ rất là nhiều người bán ngoài tập quá nha. Thì một hộp như vậy nó gồm là một 10 hộp nhỏ nha. Một hộp nhỏ thì nó có 10 cái dao lam. Đó, nói chung là tổng cái hộp này là có 100 cái dao lam nha các bác ha. Đó, 100 cái dao lam hiệu thương hiệu của Ấn Độ cho em nha. Đó, thì một hộp em bán cũng bán hộp cho các bác nha. Nên các bác mình mua hộp cho em ha. Đó, thì một hộp như vậy em để cho các bác mình giá là 85.000 nha. Đó, để cho các anh thợ hớt tóc này kia đó mình mua về, hoặc là các bác mình bán thịt ở ngoài chợ đó mình mua về để mình cạo lông heo này kia đó các bác ha. Đó. Rồi, thì một hộp về là 85.000 nha các bác ha. Dạ rồi em lên tiếp cho các bác mình cái dòng dĩa dao. Đó, một dĩa dao như vậy là 12 con dao để mình gọt rau củ quả trái cây ha các bác ha. Đó, thì một dĩa về 12 con dao này em để cho các bác mình giá là 40.000. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình đây, đây là một cái tấm để mình rửa chén là trà son sàn trà nồi nè. Đó, mình sử dụng cái này rất là tiện lợi cho các bác mình luôn. Đó, mình thay những cái bùi nhùi cước hồi xưa đó các bác ha. Nhiều khi mình rửa chén là mình trà nồi này kia đó, lỡ có sót một cái miếng dăm của cái miếng bùi nhùi lại mình nhiều khi mình ăn nấu ăn này kia mình dính vô, nó vô bao tử mình nó sẽ gây hại ha, nói chung là rất là nguy hiểm luôn. Đó, nhiều khi mình sạc hay lâu lâu nó sẽ dính cái bà dơ lại các bác ha. Đó, nên mình rửa bằng cái này là mình không có sợ nha. Đó, mình có thể mình trà nồi được nè. Đó, mình trà lọ này kia, trà nồi hoặc trà son này kia cũng rất là ok luôn. Đó, nó giữ nước cũng rất là nhiều ha, bọt nó tạo bọt cũng rất là ok cho mình luôn, mà không có để những bà dơ lại. Đó, mình rửa chén rửa bát này kia nó không sợ những cái bà dơ mình dính lại, mình nhiều khi nấu ăn nó sẽ gây hại cho sức khỏe mình ha. Nói chung rất nguy hiểm nha. Rồi thì một cái sản phẩm này em bán cho các bác mình với giá là 10 tấm là 25.000 nha các bác ha. Đó, 10 tấm là 25.000 mà cho 10 tấm này mình đi mua về để mình rửa chén bát này kia, mình trà son nồi này kia cũng rất là ok cho em luôn ha các bác ha. Dạ rồi em lên tiếp cho các bác mình cái sản phẩm những cái bình chữa cháy ha các bác ha. Đó thì em lên cho các bác mình đầu tiên là cái bình nửa lít nha. Đó, dành cho các bác tài của mình mua để mình để xe hơi, xe ô tô này kia để phòng ngừa những nhiều khi xe bị sự cố này kia ha. Đó, rất là nói chung là rất thiết thực luôn, rất cần thiết cho các bác mình luôn nha. Đó thì cái bình nửa lít này, bình chữa cháy nửa lít này em để cho các bác mình giá 55.000 nha. Rồi tiếp theo bên đây là cái bình lọ 1 ký ha, bình chữa cháy lọ 1 ký nha. Thì em để cho các bác mình giá là 180.000 ha, 180.000. Nó có cái đế để mình cố định để mình bắt vô tường này kia ha, mình để
luôn nha các bác ha. Rồi thì tiếp theo em lên các bác mình cái loại 2 kg nha. Đó, loại bình chữa cháy 2 kg ha, thì em để cho các bác mình giá là 220.000. Đó thì từ 4 kg đổ lên thì cái bình chữa cháy nó đi kèm cho mình một cái vòi xịt luôn nha các bác ha. Đó, từ 4 kg đổ lên thì cái bình 4 kg thì em để cho các bác mình giá là 290.000 nha các bác ha. Đó, để mình để cho các doanh nghiệp tư nhân này kia đó mình mua về để mình buôn bán, chỗ buôn bán này kia tập quá này kia, mình nên mua những cái bình này về để mình phòng ngừa khi có quả quạng ha các bác ha. Đó, rất là an toàn cho gia đình mình luôn. Rồi em lên tiếp cho các bác mình cái dòng bình chữa cháy loại 8 kg ha. Đó, loại 8 kg thì em để cho các bác mình giá là 390.000. Đó, 390.000. Đó. Rồi em qua tiếp cho các bác mình những cái dòng dao ha. Đó. Em sẽ lên cho các bác mình những dòng dao. Đầu tiên em lên cho các bác mình cái dòng dao chặt dòng cho gia đình ha. Đó, dòng dao chặt dành cho gia đình, em lên cho các bác mình dòng dao chặt hàng của là của Gia Băng ha, made in Gia Băng cho em luôn ha. Dao này là nặng là 600g cho em ha. Rút cán gỗ thép nguyên khối cho em luôn. Ở hàng có made in Gia Băng, có in cho trừ mình chữ made in Gia Băng trên cái thân dao luôn nha. Đó thì cái con dao chặt của hàng của made in Gia Băng này em để cho các bác mình với giá là dạ thì con dao chặt này dành cho gia đình sử dụng trong gia đình này em để cho các bác loại 600g ha, em để cho các bác mình với giá là 200.000 nha, 200.000 nha các bác ha. Hàng này là hàng của Nhật cho em luôn nha. Nó có in chữ made in Gia Băng cho em luôn ha, thép nguyên khối. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái dao chặt hàng của Đức nha. Đó, dao chặt hàng của Đức, thép nói chung là chắc chắn, hàng của Đức thì các bác mình biết rồi. Ở bên Đức là nó gàn thép nói chung là rất là chắc chất lượng cho mình ha. Đó, trọng lượng của nó là 800g ha các bác ha. Đó, trọng lượng của nó 800g nha. Cũng thép nguyên khối nha. Nó chứ cái bản thép của nó rất là dày ha các bác ha. Rất là chắc chắn luôn để mình chặt trợ lực ha. Thiết kế cái cán dao cầm nó trợ lực, nó trợ lực cho mình ha, mình chặt những cái xương ống xương này kia trong gia đình mình, em bao cho các bạn nhà mình chặt luôn. Thì cái con dao chặt thịt đó, chặt xương hàng của Đức này em để cho các bác mình với giá là 290.000 ha các bác ha, 290.000 nha. Rồi các bác mình muốn mua cái loại lớn hơn, loại size hàng của Nhật nha, 1 kg ha. Loại này là dao chặt hàng của Nhật 1 kg nha. Nó bản thép nó rất là dày cho em ha. Nó đúc cán gỗ cho em ha. Thì cái dao này nó nặng 1 kg cho em hết. Thì hàng của Nhật cũng made in Japan cho em trên đây. Đó thì em để cho các bác mình với giá là 250 nha. 250 cho con dao chặt hàng của Nhật nha, size 1 kg ha. Rồi em lên cho các bác mình bao tay quân đội, bao tay đi phượt này kia ha. Đó, thì bao tay quân đội, bao tay đi phượt này em để cho các bác mình với giá là 50.000 một đôi như vậy ha. Đó, em bao tay nửa ngón nha các bác ha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình con dao thái ha, để thái thịt, thái gọt này kia. Đó, dao này là dao thái hàng của Đức cho em ha các bác ha. Đó, dao thái hàng của Đức nha, rất là bén luôn. Nói chung là dao này em bao cho cái nhà mình bén luôn nha. Ở cái nhà em bao cho cái nhà mình gọt của mình sắc thịt lát mỏng này kia em bao luôn nha cái nhà ha. Đó, thép nguyên khối cho em luôn ha, rút cán gỗ nha, em bao nha. Nói em nói bén là em nói bao cho cái nhà mình về mình gọt, nếu mà không bén em hoàn lại cho em ha. Đó, em bao cho cái nhà mình luôn nha, có in chữ made in Germany cho em luôn ha cả nhà ha. Rồi dao thái của Đức này em để cho các bác mình với giá là 170.000 nha các bác ha. Đó, 170.000 cho dao thái của Đức ha. Rồi em lên cho các bác mình cái loại dao thái sashimi. Ở dao thái sashimi để hàng của Nhật cho em ha. Dao này là chuyên thái luôn nha. Ở mình chuyên để mình thái thịt, thái những lát mỏng luôn cho các bác mình. Chiều dài của nó thì dao được các bác mình giờ nè, nó chiều dài của nó là, nói chung là dao này để mình chuyên thái những cái lát nhỏ nha các bác ha. Những cái lát mỏng nhỏ này kia để bên này bên Nhật chuyên để mình thái làm sashimi á, để chấm bồ tạc này kia, cuốn này kia để mình ăn cuốn bồ tạc này kia ha các bác ha. Đó, thì con dao sashimi hàng của Nhật này em để cho các bác mình với giá là 280.000 nha các bác ha, 280.000 nha, bao bán cho cả nhà mình luôn nha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình dòng lít dao ha. Đó, lít dao hàng của Nhật luôn, em có hai loại ha, một loại lít tròn và một loại lít dẹp nha. Đó, một loại tròn và một loại dẹp hàng của Nhật cho em ha, có in khắc chữ made in Japan cho em luôn ha. Đó, trên phía đây nó có in khắc chữ made in Japan cho em luôn, nó khắc nhỏ đây. Đó, các bác mình dòm kỹ cho em ha. Đó, made in Japan cho em luôn ha, hàng của Nhật cho em nha. Lít tròn này thì em để cho các bác mình giá là 100.000 nha các bác ha. Lít tròn này em để cho các bác mình giá 100.000, thì cái cán lít của nó 20 là 30 cent ha các bác ha. Đó, tính luôn cái cầm là 40 cent nó. Thì cán tròn thì em để cho các bác mình với giá là 100.000 ha. Còn các bác lấy lít dao dẹp hàng của Nhật luôn nha. Thì em để cho các bác mình giá là 120, made in Japan cho em luôn nha các bác ha. Đó, 120.
Dạ rồi em lên cho cái bác mình liếc dao thì em lên cho bác mình cái loại mài dao ha. Đó, đây là đá mài dao, đá mài dao hàng của Nhật cho em nha. Đó, hàng này là hàng của Nhật, đá mài dao hàng của Nhật ha. Nó hai mặt cho em. Ở một mặt nhám và một mặt để mình mài và một mặt để mình liếc ha. Đó, mài là bao bán cho mình luôn. Đó, hàng này hàng của Nhật cho em nha. Chữ Nhật cho em ha. Bên đây nó khắc chữ Nhật cho mình luôn. Nó khắc ẩn nó chữ Nhật cho mình luôn ha. Made in Japan cho em luôn nha. Đó thì một đá mài dao hàng Nhật này em để cho các bác mình với giá là 55.000 nha. Rồi em lên cho các bác mình đây là cái bình bơm ga nha. Mình bơm ga hột quẹt cho em ha. Nó thiết kế cho mình cái đầu mình bơm chuyên để bơm những cái loại hột quẹt nha, tất cả các dòng hột quẹt cho mình luôn, những hột quẹt bán ngoài tạp hóa hoặc là những cái hột quẹt ga, hột quẹt Zippo, mình hột quẹt sử dụng ga đó các bác ha, bơm bao các bác mình bơm luôn. Đầu này thiết kế nói chung đầu thông dụng để bơm ga hột quẹt cho em ha. Đó, mình mua tạp hóa những cái hột quẹt mà mình thấy đẹp mà mình xài mau hết ga đó, mình dục uổng ha, thì mình để lại mình mua cái bình này mình để mình bơm nha. Thì một bình như vậy là dung tích của nó là 170 ml ha các bác ha, 170 ml ha. Em để cho các bác với giá là 30.000 nha. Đây là cái bình xăng Zippo, dung tích của nó là 133 ml ha. Thì em để cho các bác với giá là 30.000 luôn nha các bác ha. Đó. Rồi em qua tiếp cho các bác mình đây là cái con robot ha, để dọn dẹp nhà cửa nha các bác ha. Đó, nói chung mình mua về để mình sử dụng trong gia đình, những trong phòng á mình bỏ nó trong phòng á các bác, nó xài bằng pin sạc cho em nha. Nó xài bằng pin sạc cho em ha các bác ha. Đó. Đây là robot để dọn dẹp, nói chung học của các bác mình làm bên pizza đây đó, mình để trên bàn để cho nó lau chùi, nó quét bàn pizza này kia cũng rất là ok cho em ha. Đó, em sẽ test thử cho cái xung quanh nhỏ nhỏ vậy để cho nó chạy nha. Đó. Thì nó đi kèm cho mình là những cái chổi quét nè, ở hai cái chổi quét và miếng dán để mình dán để mình la vừa quét vừa lau ha các bác nha. Thì em không gắn ha, nói em không gắn, em test cho nó chạy thôi. Đó. Thì cái này mình để trong phòng đó các bác, cái tỷ mình sạc xong á mình để trong phòng ngủ của mình á. Để nó tự nó chạy, nó lao, nó quét bụi này kia trong gia đình mình ha. Nói chung mình ngày nào mình cũng bật cho nó chạy vòng vòng á. Đó, thì nó sẽ tự nha. Đó, nó tự động nó quét, nó hút ha. Nếu mà các bác mình gắn cái này vô á thì nó sẽ quay vừa quét bụi vừa hút bụi cho mình luôn nha. Nó sẽ hút vô đây rồi mình là lấy mình đổ thôi. Đó, em chỉ khởi động cho các bác mình thấy mình sơ ha. Đó, nếu mà gắn này vô thì các bác mình thấy nó vừa nó quay nó quét nha. Đó, thì con robot vừa hút bụi vừa quét, tự động hút bụi vừa quét như quét nhà này em để cho các bác mình với giá là 140.000 ha các bác ha. Đó, 140.000. Nó xài bằng pin sạc cho em ha các bác ha. Đó thì nó xài bằng pin sạc ha. Nó có đi kèm cho mình một cáp sạc đầu nhỏ đây nha các bác ha. Đó thì nó quay, đó mình gắn chổi thì nó quay là nó hút đây nè các bác. Ở đây là sẽ nó hút bụi nè. Đó, thì nó quay nó tự động á, thấy nó đụng chạm cái gì đó thì nó sẽ tự nó chạy. Nói chung mình bỏ trong phòng nó chạy giáp phòng mình nó để nó hút bụi này kia, những cái bụi nhỏ này kia ha các bác ha. Rất là tiện lợi luôn. 140.000 nha các bác, 140.000 cho cái robot tự động quét và hút bụi nha. Đó, rất là tiện cho các bác mình luôn ha. Công tắc nằm đây. Dạ rồi em lên tiếp cho các bác mình, em có về một số dòng hột quẹt hàng độc lạ cho các bác mình ha. Đó, em sẽ giới thiệu cho các bác mình. Đầu tiên em lên cho các bác mình cái loại hột quẹt dao nha, hột quẹt dao bấm các bác ha. Đó, thì mẫu đây nè, hột nó vừa là dao bấm nè, nó vừa là hột quẹt cho mình luôn ha, rất là xịn luôn. Rất là gọn luôn, các bác mình để mình móc là móc khóa mình đem theo để mình vừa là hột quẹt nè, nó xài bằng ga cho em nha các bác ha. Đó, để em test cho các bác mình xem nha. Em có hai mẫu ha, một mẫu màu vàng và một mẫu màu bạc nha. Đó, đây là cái chốt để mình khi mình gặp lại nè, dao mình gặp lại mình bấm về mình gặp lại nha. Đó, còn cái này là chốt khóa nè các bác ha. Đó, chốt khóa nè. Đó, thì mình khóa lại thì mình bấm nó không lên nha. Đó, thì mình muốn thì mình đẩy lên ha, đẩy lên bấm nó bật lên ha các bác ha. Đó, thì em có hai màu ha, hình khắc hình đại bàng cho em luôn. Thì hột quẹt khi mà các bác muốn sử dụng hột quẹt đó các bác, đây để em test một cái, nó dẹp một cái em test một cái cho các bác mình ha. Đó, thì hột quẹt đây. Đó, thì các bác mình sử dụng hột quẹt đây ha các bác ha. Nó thuộc loại là hột quẹt khè cho em nha, nó là hột quẹt khè ha các bác ha. Để em lấy cái khác em. Dạ rồi em sẽ test cái bình ga bơm này luôn cho các bác mình luôn ha. Đó, nãy em test cho bác nè. Đó, mình cái này nó loại này là mình bơm tất cả các loại ga luôn hết cả nhà. Đó, bơm tất cả các loại hột quẹt luôn nha các bác. Đó, bơm tất cả các loại hột quẹt luôn nha. Đó, rất là tiện ha các bác ha. Đó, mua về các bác mình bơm những hột quẹt mà nói chung là cái loại nào mà mẫu đẹp mà mình xài hết ga mình dục uổng á, mình mua về mình bơm nhặt chèm ha. Đó, nó là loại dạng khè cho em ha, nó lưỡi khè cho em, dao hột quẹt nè, bấm là cái dao ha các bác ha, còn bật cái là hột quẹt ha. Đó, rất là tiện lợi luôn, nói chung rất là độc lạ cho các bác mình luôn ha. Thì nó có kèm cho mình một cái, đây là cái chìa nè các bác. Đây là cái chìa khóa,
để mình dặn, đây là mình đút vô đây để mình chỉnh cái độ khè lửa của ga đó các bác ha. Đó mình dặn đây, đó mình cái này là cái khóa để mình dặn, đút vô mình dặn để mình chỉnh cái độ lửa nhỏ lớn của ga khè đó các bác ha. Đó, đó. Thì cái con cái hộp quẹt kim loại dao dao bấm này em để cho các bác mình với giá là hình địa bàn này em để cho các bác mình với giá là 180.000 nha các bác ha, 180.000 nha, kim luôn hộp quẹt, kim luôn dao bấm luôn cho mình luôn ha. Đó, rất là đẹp luôn, rất là độc lạ cho em luôn nha. Đó, rất là độc lạ cho em luôn ha. 180.000 nha, em có hai mẫu nha, mẫu bạc và mẫu vàng, thì tùy các bác mình mua về các bác mình sẽ nói màu ha. Rồi em lên tiếp cho các bác mình cái mẫu hộp quẹt thổi nha. Đó, hộp quẹt thổi thì cái sản phẩm này nó làm bằng gỗ nha các bác ha, bằng gỗ cho em nha. Đó thì nó có dây cột, nói chung là mẫu này nó trang như là cái đuốc của kiếm phim kiếm hiệp cho các bác ha. Đó, mình muốn sử dụng là mình thổi vô ha, mình thổi nó sẽ sáng nha, nó sẽ là sử dụng đây đó, xài bằng pin ha các bác ha. Thì sản phẩm nó tặng cho mình một cái cáp để mình sạc pin, hết pin thì mình sạc nha, nó xài bằng pin ha. Đó, khi mình thổi thì nó sẽ sáng ha, nó sẽ bật, mình sẽ mồi lửa bằng cách mình thổi nha, y chang những cái bó đuốc hồi xưa đó các bác ha. Đó, rất là ok cho các bác mình luôn ha, hàng độc lạ luôn, chết mẹ. Dạ rồi, thì em cái hộp quạt thổi lửa điện này em để cho các bác mình với giá là 95.000 nha. Đó, 95.000 nha các bác ha. Dạ rồi, qua đây em lên cho các bác mình cái sản phẩm bên nhà bếp ha, bên vệ sinh nhà bếp này kia nha. Rồi đầu tiên em lên cho các bác mình cái chai vệ sinh nhà bếp ha. Đó, dung tích của nó là nửa lít cho em ha, để mình xịt những cái bếp ga nè, những khuôn viên bếp của mình nó đã bị bám dầu mỡ đó các bác, mình xịt thì nó sẽ bong lên ha. Đó, nó xịt sủi bọt, nó bong y chang như oxy gà đó các bác ha. Đó, mình xịt xong rồi mình để chút xíu rồi mình dùng lau ha, mình lau qua nó sẽ sạch bóng nha các bác ha. Đó thì cái chai xịt vệ sinh nhà bếp này em để cho các bác mình với giá là 30.000 nha, 30.000 ha. Rồi đây là cái chai R7 xịt chống sét cho em ha. Đó, dung tích của chai này là 150g ha, 211ml nha, 150g, 200 chai, loại chai nhỏ ha các bác ha. Thì em để cho các bác mình với giá là 30.000 luôn ha các bác ha, 30.000. Rồi em lên cho các bác mình cái đây, cái hũ để mình quét chống thấm nha, chống đó, hũ quét để chống thấm, nói chung bị trang như mình phủ lớp nano á, mình có thể mình quét trên tất cả mọi vật liệu cho mình luôn ha. Mình có thể quét lên khuôn bếp của mình nè, hoặc là cái sàn nhà, hoặc là trong nhà tắm mình ha. Đó, mình để mình chống thấm nước nha. Đó, chống thấm nước nói chung là đi trang lớp phủ một lớp nha nano như mình phủ keo xe các bác ha. Đó, rất là tiện lợi luôn, nói chung là rất là sạch sẽ ha các bác ha. Đó thì cái loại chai keo phủ nano này, phủ chống thấm này em để cho các bác mình với giá là 60.000 ha các bác ha, 60.000 nha một hũ nha, một hũ của nó là 300g ha, 300g nha các bác ha, 300g 60.000 nha các bác ha. Đó thì nó có cọ, nó đi kèm cho mình một cái cọ nha các bác ha. Đó, một cái cọ ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái hũ để mình thông cống nha. Đó, cái hũ bột thông cống để mình thông cái labo rửa chén nè, hoặc là những cái cống rãnh, những cái ở trong nhà tắm mình đó, nó bị nghẹt tóc hay là những gác nó đóng bẩn này kia đó các bác ha, dầu mỡ này nó đóng mà nó bị nghẹt cái này kia đó, thì các bác mình mua này về để mình thông cống ha. Đó thì một chai như vậy, một hũ như vậy nó là 280g ha các bác ha, 280g ha. Thì em để cho các bác mình giá là 20.000, thì các bác mình mua 5 hũ em sẽ tặng cho các bác mình một hũ luôn ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình đây là cái chai để mình vệ sinh cái lòng máy giặt các bác ha. Đó, xài chai vệ sinh lòng máy giặt, nó dạng nó là dạng nước nha các bác ha, vệ sinh lòng máy giặt ha. Nó thì dung tích của nó là 260ml nha. Đó thì em để cho các bác mình với giá là 25.000 ha, các bác mình mua 5 em tặng 1 cho các bác mình luôn nha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái loại thông cống mà loại dạng gói ha. Đó, thông cống loại dạng gói nha, dạng bịch nha, loại dạng bịch nhỏ ha. Thì cái trọng lượng của nó là 40g ha. Nó thì các bác mình mua 40.000 thì em nên để cho các bác mình 6 bịch ha. Đó, 40.000 5 bịch em tặng 1 bịch ha, là 40.000 là 6 bịch đó các bác ha. Đó, 40.000 6 bịch nha. Đó, loại 40g loại thông cống ha, mình sử dụng nói chung là từng bịch nó tiện ha các bác ha. Đó. 6 bịch là 40.000 ha các bác ha. Rồi em lên cho các bác mình tiếp keo. Đó, tiếp keo dán đa năng, dán trên mọi vật liệu luôn, sắt, thép, bò, gỗ hoặc là nhựa cao su này kia đầy đủ, nói chung các bác mình gạch này kia cũng nói chung là bao cho các bác mình dán luôn ha. Đó, trọng lượng của nó là 60g nha. Mình dán nói chung mình chịu khó mình đợi khoảng chừng 24 tiếng thì nó sẽ keo nó sẽ khô, nó sẽ bám chắc nha các bác ha. Đó, thì cái keo dán đa năng này em để cho các bác mình với giá là 20.000 ha. Mua 5 em tặng 1 cho các bác mình luôn. Đó, rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái đây là keo băng keo trong hai mặt ha, để mình mua về mình dán trang trí khuôn nhà mình đó,
họ dán tranh, dán này kia trên tường, tường này kia đó các bác ha, họ dán móc treo này kia đó. Thì một cuộn như vậy em để cho các bác mình giá là 20.000, mua năm em tặng một luôn ha các bác ha. Rồi đây là cái cục để mình hỗ trợ cho giặt đồ các bác, mình bỏ vô lòng máy giặt ha, để mình hỗ trợ mình giặt những cái lòng máy giặt hồi xưa máy giặt mà đứng đó các bác ha, giặt đồ nó ít khi nào sạch các bác, tại vì cái độ ma sát của nó ít ha. Thì các bác mình mua những cái viên bông tiết loại cao su non này, các bác bỏ vô lòng máy giặt á, nó sẽ hỗ trợ cho các bác mình nó giặt đồ sạch hơn ha. Nó sẽ xoáy ha, nó vô xoáy nước thì nó sẽ đánh bật những cái bụi bẩn từ cái quần áo mình nha các bác ha. Nó loại cao su non nó không gây tổn hại tới quần áo mình, mà nó giúp cho nó đánh bật những cái bụi bẩn này kia, nó giúp nó tạo độ sạch nhiều hơn các bác ha. Nó nhiều cái lòng máy giặt hồi xưa nó không có cái độ ma sát nhiều nha, thì mình mua cái này mình bỏ vô là tiện lợi luôn. Thì em bán là 10.000 một viên ha. Các bác mình mua 10 viên thì em sẽ tặng cho các bác mình một viên ha. Đó. Thì cái này là cao su non, nói chung là giá thành cũng rất là cao nha các bác ha. Đó, 10.000 một viên nha các bác nha. Dạ rồi, em lên cho các bác mình tiếp theo. Vậy đây là cái hộp băng keo cá nhân nha các bác ha. Một hộp như vậy nó gồm cho mình là 100 miếng băng keo cá nhân đầy đủ kích thước luôn, từ người lớn cho đến trẻ em luôn ha. Nói chung là mình mua về mình sử dụng cho cả gia đình mình. Đó thì rất là tiện lợi luôn. Hoặc là các bác thợ làm bên sở sắt thợ hàng này kia đó, mình nên mua mình để trong gia đình mình, hoặc là những cái chủ xưởng này kia đó, xưởng cơ khí, sửa hàng này kia, mình mua cái này về để mình để trong tủ thuốc ha. Để nhiều khi nhân viên mình có sự cố bị đứt tay hoặc đứt này tay hoặc là chảy máu này kia đó, mình có thể mình dán này kia ha, rất là tiện lợi luôn ha. Thì một hộp như vậy 100 miếng mà bên em để cho các bác mình có giá có 20.000 thôi các bác ha. Thì các bác mình mua 5 hộp em cũng tặng cho các bác mình một hộp luôn, rất là rẻ, rất là tiện lợi luôn các bác ơi. Ở ra ngoài tiệm thuốc các bác mình biết mua một miếng băng keo cá nhân thì giá bao nhiêu rồi ha. Thì một hộp này chỉ có 20.000 mà tới 100 miếng rồi, đầy đủ kích thước cho mình luôn ha. Rất là rẻ luôn. Ở 20.000 mà em tặng 5 hộp em tặng một hộp luôn ha các bác ha. Dạ rồi, em lên tiếp theo cho các bác mình. Đây là cái chai để bồn cầu ha, để trên đeo cái bồn mà để bình giỏ nước các bác ha. Đó thì cái chai này các bác mình mua về đó, mình muốn để nó vệ sinh cái bồn cầu nè, nó khử mùi nè, đó như y chang là nước xả viêm đó các bác ha. Đó các bác mình bỏ vô cái lòng dội bồn cầu á, mình muốn cắt nói chung nước ra đậm hay là lợt thì các bác mình nha. Nó có 3 nấc nha, các bác mình cắt 1 2 3 nha, tùy các bác mình. Đó, muốn xài sạch thì mình cắt 3 nấc ha. Thì mình thường cắt chừng 2 nấc là được nha các bác nha. Đó mình bỏ vô thì khi mà nước sẽ ra màu xanh á, y chang nước xả viêm đó các bác. Khi mình dội nó sẽ khử mùi hôi nè, nó vệ sinh bồn cầu mình lúc nào cũng trắng này kia ha các bác ha. Nó không bị bám bẩn này kia. Đó, thì một chai như vậy em để cho các bác mình với giá là 15.000, các bác mình mua 5 em tặng 1 cho các bác mình luôn ha các bác ha. Đó. Rồi em lên cho các bác mình cái loại keo, keo giá tường ha, keo giá tường để các bác mình giá những bức tường mà nó bị nứt, là bị ẩm này kia đó, những cái bức tường mà mình sơn trắng này kia mà nó bị nứt, nó ẩm, nó đen đó các bác ha. Đó thì mình mua này về để mình quét qua, để nó chuyển thành màu trắng ha các bác ha. Đó mình giá tường lại mà nó chuyển màu trắng, nó chống thấm cho mình luôn. Đó y chang như là mình trét bơi lại đó các bác ha. Đó thì cái chai keo giá tường này trọng lượng của nó là 250g ha các bác ha, 250g. Thì em để cho các bác mình với giá là, dạ đây, thì cái chai keo giá tường này em để cho các bác mình với giá là 30.000. Thì các bác mình mua 5 em tặng 1 luôn ha. Nó đi kèm cho mình cái dòi xịt nền, cái khỏ ni cung đầy đủ cho mình nha. Đó. Thì clip em làm tới đây cũng đã dài ha cả nhà ha. Những sản phẩm em còn lại thì em sẽ hẹn cả nhà mình lại những clip sau nha. Nên cả nhà mình chịu khó đăng ký kênh của em để clip sau em có lên nữa thì sẽ gửi thông báo về cho cả nhà mình nha cả nhà ha. Rồi em xin cảm ơn cả nhà mình đã xem clip của em đến cuối ha. Và cả nhà mình nhớ cho em xin một lượt đăng ký nha, và một lượt like. Nếu mà được một lượt chia sẻ thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Dạ em xin tạm biệt và chào cả nhà mình ạ.